Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng cuối tuần ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng với Nguyễn Huy, chúng ta cùng đi tiếp series Đạo Tặc Tam Giới, một series đang rất được yêu thích của tác giả Phi Hưng, với phần thứ 9, Nữ Quỷ Báo Thù. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Giới huyền môn ba miền dậy sóng, ai nấy vẻ mặt căng thẳng vô cùng, bởi vì kẻ thù vừa xa lạ vừa quen thuộc đã tái xuất hiện, uy hiếp đến tất cả. Nói xa lạ là do bản thân mỗi pháp sư thời nay chưa từng được chứng kiến hay hiểu rõ về thứ sức mạnh kinh khủng của kẻ địch đó. Nói quen thuộc bởi vì bốn chữ đạo tặc tam giới đều nằm trong sách cổ ghi chép về lịch sử của các môn phái lớn nhỏ. Truyền rằng tên đạo tặc này vô cùng hung tàn, hễ xuất hiện thì tam giới đồ thắng, mạng sống của bất kỳ sinh linh nào cũng bị uy hiếp, vòng xoáy luân hồi bị đảo lộn ngược xuôi. Những ghi chép về sự tà ác năm nào của tên đạo tặc ấy rõ ràng không hề khớp với con người hiện tại trong kiếp này của Khá Kỳ Cảnh. Nhưng điều đó không quan trọng, bởi lẽ Khá thực sự có khả năng kỳ bí, đánh cắp sinh cơ cùng bí thuật tước đoạt tất cả của đối thủ. Người trong cuộc cũng đã có động thái, chính là bỏ trốn. Pháp sư Khá đã dẫn theo đồng bạn biến mất trước khi âm quân vây bắt ngay trong đêm tối. Chính điều này càng làm cho nghi vấn tăng cao, càng nhận định suy đoán đặt ra rằng Khá chính xác là kẻ đó đầu thai, một lần nữa quay trở về gây họa cho nhân gian. Cũng ngay trong đêm, hai vị hắc bạch vô thường dẫn quân vây quanh căn nhà, thì phía ngã ba sông cũng xuất hiện dị biến. Dù không có Khá khai pháp, lớp sương mù mờ ảo cũng tự động hiện ra, phiêu phù chuyển động, xoay tròn ngày một góc, dần dần biến đổi. Nhìn từ xa xa giống như một u linh quỷ mị đang há miệng kêu gào. Sóng ở đáy sông kèm theo bùn đen tuôn trào cuộn lên khắp ngã ba, những tiếng nước vỗ bờ liên tiếp ầm ĩ vang động. Trong lớp sương khói phát ra thanh âm trầm đục âm u, ngữ khí đầy tức giận. Thằng ngu ngốc, thằng nhóc ngu ngốc mà, tại sao lại để bị phát hiện ra vào lúc này chứ? Ta chỉ cần thêm một chút thời gian nữa thôi, mọi thứ đã thuận lợi lắm rồi. Khủng khiếp. Giữa mặt sông, mặt nước lay động thành một đường thẳng, bùn đất bên dưới cuộn lên trên cũng dần dần tạo thành một hình ảnh tương tự. Rất rõ ràng, thực quỷ thụ ẩn náu dưới lòng sông đang di chuyển, nó muốn đi khỏi đây. Đúng như những gì cửu tử quỷ mẫu suy đoán, gốc thụ kỳ bí này cố định đặt hạt giống thực quỷ trên tai Khá để giám sát theo dõi mọi thứ xảy ra xung quanh người pháp sư. Bây giờ có động tĩnh lớn như vậy, chỗ này đã không còn an toàn. Quỷ thụ trốn từ địa ngục lên đây ẩn náu, phải tiếp tục tìm kiếm một nơi ẩn mình khác để né tránh quỷ sai. Còn về an toàn của Khá, tất nhiên nó không hề quan tâm. Lại nói đêm hôm đó, chạy theo tên đàn em bị âm tà dẫn lối, Khá phải đối mặt với một cảnh tượng đầy kinh hoàng và đau thương. Chính là thằng bạn thân chí cốt, đại ca Vui, đã gieo mình từ trên vách đá xuống, sống chết còn chưa rõ. Suy luận cho Khá biết, có kẻ đang nhắm vào mình. Lại theo lời kể của Thanh, trong nhà của tên bác sĩ rùa trắng có hai âm binh hùng mạnh. Như thế lại càng sáng tỏ, tên Quang chính ngón là đang nhắm vào anh. Còn đại ca Vui, đến chính phần là trước đó đã bị tên Quang bắt giữ. Nhưng chuyện bị bại lộ thân phận, Khá Cây Cảnh không nghĩ là do tên bác sĩ ấy tung tin làm ra.
vì anh không biết rằng trong tay hắn có một vật tổ truyền, có thể phát hiện ra thân phận của anh. Khá một mực nghi ngờ rằng kẻ bán đứng mình là Hưng Béo, một người mà mới đây anh còn nghĩ là bạn thân. Sự thật như thế nào thì chưa thể biết được, nhưng Hưng Béo biến mất vừa đúng lúc ngay sau chuyện Khá bị bại lộ. Điều này càng làm cho tên pháp sư Mập khó thoát được hiểm nghi tội danh bán đứng đồng đội. Vậy bây giờ Hưng đang ở đâu? Tại một vùng quê xa xôi, trong một căn nhà nhỏ đơn giản nằm trong khuôn viên của một khu vườn, vị trí vắng vẻ ít người qua lại. Có người lão niên đang nằm thư thả trên ghế dài ở trước cửa, bên cạnh là một ấm trà nóng. Ông ta vừa uống trà vừa hút thuốc, ánh mắt nhìn xa xăm đầy vẻ nghiêm trọng. Đây chính là thầy Mạnh, một lang y có tiếng trong vùng, cũng là cha của Hưng Béo. Đáng chú ý là căn nhà này đóng kín cửa, kể cả cửa sổ xung quanh cũng bị những tấm ván gỗ to dày đóng chèn lên trên, ngăn chặn bất kỳ ai bên trong có thể phá cửa thoát ra. Nhìn tổng thể, nó là một phòng giam. Bên trong có tiếng đập cửa dữ dội, kèm theo giọng của tên Béo. Cha, thả con ra đi, con không biết gì cả mà. Thầy Mạnh nhếch môi cười. Thằng con hư đốn, mày tính lừa ai vậy? Tao là cha mày đó, còn lạ lùng gì mày nữa? Hèn gì mà mấy tháng trước, một thằng lười biếng như mày lại nói là lên thành phố muốn sinh sống làm ăn. Cha đã thấy nghi nghi rồi. Hóa ra là đã phát hiện tên đạo tặc đó, nên tìm cách đi theo hóng chuyện để xem kịch vui ha. Hưng im lặng 2 giây rồi đập cửa mà phân bua. Cha hiểu lầm rồi. Con muốn làm ăn chân chính thực mà. Cứ ở nhà để cha nuôi á, con thấy không có ổn lắm. Sao cha lại nghi ngờ con chứ? Thôi nào, nhanh thả con ra đi. Con cũng đâu biết thằng đó là đạo tặc tâm giới như đầu thai đâu. Trời ơi, đúng là xui xẻo quá trời mà. Muốn làm người lao động chăm chỉ hăng say cũng không xong nữa. Cha ơi, thả con ra đi mà. Cha ơi. Mặc cho tên Béo múa mép, ông Mạnh vẫn kiên định, coi như không nghe không thấy, cũng sẽ không mở cửa ra. Đâu phải tự nhiên mà người thầy y bỏ công việc rồi tới chỗ này mà nằm trước nhà đâu. Đây là muốn đích thân tự mình canh giữ đứa con Béo uống đầy chiêu trò này. Lại rít một hơi thuốc, thầy Mạnh nghiêm túc nói. Con à, con có biết là bản thân vừa từ quỷ môn quan dạo chơi một vòng hay không chứ? Cha nói vậy là sao? Ở chung với tên đạo tặc trong mấy tháng, mày không bị giết chết, mất cả xác lẫn hồn đó, đã là may mắn lắm rồi. Nhờ có tổ độ cho đó Béo à. Bây giờ còn muốn cha thả ra, muốn đi tìm hắn mà giao mạng hay sao? Không, cha, con đã quan sát kỹ rồi, ở với hắn hoàn toàn không có nguy hiểm gì hết. Nói vậy là chịu thừa nhận rồi hả? Bản thân biết rõ hắn ta là kẻ đạo tặc, bản thân biết rõ hắn là kẻ bị tam giới truy sát rồi sao? Không phải mày lên thành phố làm ăn chân chính hả? Làm người lao động hăng sai gì đó sao? Hưng Béo cứng họng, biết là bị ông già gài bẫy rồi. Dù tinh quái đến đâu, muốn lừa gạt người già là chuyện không dễ dàng. Quả là gừng càng già càng cay. Không còn giấu giếm, Hưng Béo nhỏ giọng. Trời, cha tin con đi. Thằng Khá không phải như những cái gì mà lời đồn nói đâu. Nó không phải là người xấu đâu. Ghi chép về lịch sử tội ác của tên đạo tặc đó, Hưng Béo tất nhiên cũng đã đọc qua. Nhưng đó là tiền kiếp xa xôi nào mà thôi. Con người ở hiện tại đâu có giống chút nào đâu. Thằng Béo tin rằng mọi thứ đã bị làm quá lên mất rồi. Ông Mạnh như đoán ra được, tặc lưỡi nói. Nghe còn chưa trải sự đời, con nghĩ con thông minh lắm sao? Hưng à, mày bị nó qua mặt lừa gạt rồi đó.
phải biết ma quỷ lắm chiêu trò lừa gạt nhân tâm. Mà tên đạo tặc đó từ xưa đã được đánh giá là còn kinh khủng hơn ma quỷ nữa, còn làm sao nhìn thấu được một tồn tại như vậy chứ? Nhưng mà cha, hắn là bạn của con. Bạn sao? Mày nói hắn là bạn, vậy cũng đừng quên tao là cha của mày đó. Cha không thể nhắm mắt làm ngơ được để mày tiếp tục mối quan hệ gì đó với hắn. Đừng tưởng chuyện này không hệ trọng. Sẽ ra sao nếu như người ta biết một pháp sư như mày lại bè bạn với một kẻ bị người đời truy sát hả? Tông phái sẽ nhìn nhà ta như thế nào đây? Hưng Béo im lặng, một lúc sau mới nhỏ tiếng nói: Cha, thế này đi, cha thả con ra để con đi tìm hắn, khuyên hắn quay về chờ tra xét. Dù gì cũng là chuyện tự tiện kiếp xa xưa rồi, chỉ cần ở một thế này hắn không làm gì ác thì cũng chẳng có lý do gì phải nhận cái chết hết. Vô ích thôi. Từ lúc thân phận của tên đó lộ ra ánh sáng, đã chú định rằng sẽ phải bị tiêu diệt. Con à, đừng cố lừa cha nữa. Với bản tính của mày, cha biết lúc ra ngoài đi sẽ nhập bọn với hắn, ngoan ngoãn ở yên trong đó đi. Biết lần này không thể nào qua mặt được cha, tên Béo gào lên đầy tuyệt vọng: Cha ơi, làm ơn thả con ra đi, con không thể thấy hắn chết mà không ngó ngàng gì đến được. Hắn là bạn của con, là bạn của con đó cha. Lần này thầy Mạnh im lặng không nói gì thêm nữa, mặc cho đứa con la hét. Người thầy y có lý lẽ của riêng mình. Con ông vì bạn bè mà liều lĩnh, không quản tính mạng. Còn ông làm cha cũng không thể để thằng mập lao đầu vào chỗ chết. Vì vậy dứt khoát lần này ông sẽ cứng rắn, không để cho tên quái quỷ này chạy lung tung. Tiếc là Hưng Béo giỏi nhất là chiêu trò, muốn giam nó lại cũng rất khó. Ngày hôm sau, ông Mạnh thức dậy trên ghế nhựa, cảm thấy đầu váng mắt hoa, lại hơi nhức đầu, rất khó chịu. Vừa nheo mắt nhìn lên trời cao, đã thấy giờ này hẳn là ban trưa. Trong lòng người thầy y cảm thấy quái lạ. Tuổi đã cao nên ông rất khó ngủ, lại thêm thói quen dậy sớm bốc thuốc, làm các việc vặt. Như thế nào mà hôm nay đến ban trưa mới thức dậy được đây? Còn đang khó hiểu, bỗng thấy nơi cánh tay có hơi man mát. Quay đầu qua, đã thấy có con ếch đang ngồi chiếm chệ ở đó. Nơi bụng còn có thêm một con khác đang phồng miệng kêu ồm ộp. Hai con ếch này rất to, phần da có những cái chấm đỏ sặc sỡ rất kỳ quái, nhìn là biết loại này rất độc. Hai con vật này ông cũng không hề xa lạ, chính là hai con ếch quỷ mà trong một lần trừ tà, thằng Béo đã bắt về nuôi. Và thằng trời đánh đó còn nuôi thả ngay trong tổ đường nhà mình. Có sáng nào mà ông không cầm chổi rượt chúng ra khỏi vị trí thờ phụng thiên liêng đó đâu chứ. Nhưng mà chủ nào vật nấy, hai con ếch rất mất dạy, cứ đuổi ra là lại nhảy vào, vừa kêu vừa đảo mắt như trêu chọc khiêu khích ông, vô cùng lì lợm. Với lại vấn đề không phải nằm ở đây, mà tại sao hai con này bây giờ lại xuất hiện và nằm trên người ông như thế này chứ? Câu trả lời đến ngay lập tức. Vừa thấy ông già cựa quậy, một con ở trên bụng kêu ồm ộp như cảnh báo. Con ngồi trên cánh tay nghe động, lập tức há mồm cắn vào tai ông. Ông Mạnh không kịp phản ứng, chỉ thấy trời đất quay cuồng đảo lộn, rồi ngã ra ghế bất tỉnh đi. Đây là lý do vì sao thầy Mạnh tỉnh lại đã là ban trưa. Thực ra ông già đã tỉnh rất nhiều lần trước đó, nhưng cứ vừa cựa quậy là bị hai con vật gây mê. Còn chúng tại sao có mặt ở đây thì tất nhiên là thằng Hưng gọi đến. Hai chú ếch nhỏ kêu nhẹ mấy tiếng rồi đồng loạt nhảy về một bụi cây cạnh hồ nước ở phía xa xa. Có lẽ kéo dài thời gian đã đủ rồi nên buông tha cho ông già. Chúng không dám quay lại nhà thờ tổ, bởi sắp tới đây, nếu không may mà chạm mặt,
ông Mạnh chắc sẽ không vác chổi mà rượt tụi nó nữa, mà là xách dao cũng không chừng. Mất nhà thì ra bụi ẩn, chờ khi tên béo quay về, có người bảo kê, bọn nó lại vô chỗ thờ tự đó mà nghỉ ngơi tiếp vậy. Còn chỗ cánh cửa chính đã mở tung ra từ lâu. Trên sàn nhà là một cái ổ khóa đã bị nung chảy biến dạng. Tựa như có một thứ nhiệt độ nào đó rất cao đã phá khóa theo cái cách mạnh bạo nhất. Hưng béo tất nhiên không còn ở bên trong, đã trốn ra ngoài đi tìm khá cây cảnh từ lâu rồi. Có điều Hưng không hề hay biết rằng khá đang nghĩ người làm lộ bí mật ra ánh sáng là mình. Hiện đang rất căm thù đến cùng cực, chỉ muốn trả đũa, thậm chí là giết chết. Nhân gian huyền thuật đang sôi động ầm ĩ, nhưng cũng không ngăn được các chuyện kỳ bí quỷ dị vì đó mà dừng lại. Tại một ngôi làng nằm cách xa thành phố, vào một buổi tối muộn, các hộ dân nơi này đã tắt hết đèn, lên giường đi ngủ. Mỗi căn nhà đều có vị trí cách xa nhau bởi một khu vườn rộng. Có thể nói nơi đây rất thưa thớt dân cư. Trên mặt bờ sông, tại vị trí nằm sau lưng một căn nhà mới cất không lâu, từ dưới nước bốc lên một lớp khói mỏng màu trắng xám. Làn khói không theo gió tản đi mà cứ quy tụ lại một chỗ. Nhìn xa xa, cứ như thân ảnh của một người con gái, khi tỏ khi mờ, tràn đầy cảm giác ma mị đến gai người. Bên trong căn nhà gần thân ảnh tạo ra từ khói mỏng đó, người chủ hộ tên là Nhất, tuổi đã khoảng 30. Lúc này anh Nhất đang ôm đứa con gái độ khoảng 3-4 tuổi của mình mà ngủ. Đứa bé ngủ rất say trong vòng hơi ấm từ người cha. Nhất thì khác, lúc này mặt mũi vàng vẹo, trán đầy ấp mồ hôi, biểu tình thống khổ vạn phần. Không rõ anh ta đang mơ thấy điều gì, nhưng chắc chắn là một ác mộng rất kinh khiếp. Giấc mộng đa phần là để thỏa mãn nguyện vọng. Nói rộng hơn, mộng sẽ đem đến cảm xúc dục vọng, vui sướng, hân hoan ẩn trong tiềm thức của người đời, dùng phương thức lảng tránh hiện thực lúc còn tỉnh táo mà thể hiện ra. Người đơn thuần ít mong cầu, thường ngủ ngon giấc, ít mộng mị. Còn người nhiều suy tính thì lúc nào cũng tỉnh táo, thời gian nằm mộng gần như thường xuyên. Bởi do trong tiềm thức có quá nhiều đích đến, có quá nhiều truy cầu, đó thuộc về mơ đẹp. Ác mộng thì lại khác. Những cảm xúc sợ hãi, bi thương, phẫn hận, oán than mà lúc thường che giấu đi sẽ hiện rõ trong mỗi giấc mơ, như ám ảnh, như thúc dục, xui khiến. Hậu quả của ác mộng rất ghê gớm. Nhẹ thì bị tra tấn tinh thần, ăn không ngon ngủ không yên. Nặng thì hóa điên hóa dại. Trong những trường hợp nặng nề này, đa phần xuất hiện đến từ người gây ra đại tội, giết người hại mạng hoặc đốt nhà cướp của, dẫn đến ám ảnh, sợ hãi tích tụ. Dân gian thường nói đây là ma hành, nên có câu nói ngài không làm việc xấu xa, đêm không sợ ma gõ cửa là vì như thế. Vậy thì anh Nhất đang lo sợ điều gì, đang ám ảnh điều gì mà biểu tình thống khổ như hiện tại? Chuyện này không ai biết, giấc mơ chỉ có mình anh ta nhớ rõ. Nhưng những chuyện lạ lùng này xảy ra liên tiếp không ngừng, bắt đầu từ khi hai cha con dọn đến đây mua đất cất nhà. Nhìn vẻ mặt của Nhất tiều tụy hốc hác, hắn đã bị tra tấn tâm lý trong một thời gian vượt quá sức chịu đựng rồi. Làn khói kỳ ảo mang theo thân người phía sau ngôi nhà từ từ tan biến. Lúc này Nhất mới bớt giãy giụa, hơi thở từ từ dịu lại, chậm chậm thở đều, rồi mới bước vào giấc ngủ như bình thường được. Sáng hôm sau, Nhất bỏ bê việc đồng án do quá mệt mỏi sau một đêm mơ thấy ác mộng. Chuyện làm nông của người đàn ông này cũng không phải gieo cấy trồng lúa như những hộ xung quanh, mà anh ta trồng rau ở trước sân, khoanh vùng nuôi cá ở khúc sông sau nhà. Cuộc sống gần như tự cung tự cấp.
lại thêm làm chuồng nuôi gia súc gia cầm, thành ra đủ thức ăn cho hai cha con trải qua mỗi ngày. Nhất cũng không phải kiểu người né tránh xã hội, vẫn giao lưu với hàng xóm, cũng thường đi về phố thị để trao đổi hàng hóa. Chỉ khác một điểm là không quá nhiệt tình trong chuyện kiếm tiền. Thời gian ở nhà cùng với đứa con gái nhiều hơn người khác mà thôi. Đứa bé cũng không được gửi trẻ, mà do anh một tay chăm sóc, lo lắng mọi thứ. Buổi trưa nắng gắt, nhìn dòng sông mát lạnh được phủ rợp bóng mát bởi những thân cây to lớn, Nhất nắm tay con gái mà nói: "Này con gái, theo cha đi tắm sông một chút cho mát không?" Con bé Thư đang ngồi xoay lưng với cha mình, chăm chú chơi đồ hàng, không quay đầu lại mà cất thanh âm non nớt: "Ôi cha ơi, con không muốn tắm đâu. Con đang làm đám cưới cho hai chú búp bê mà." "Ừ, không tắm thì thôi." Thấy con muốn đi, Nhất cũng tỏ ra không sao cả. Chờ cô nhỏ chơi chán, nó lại đổi ý ngay đó mà. Quả đúng như anh nghĩ, chỉ sau một phút, bé Thư đã quay đầu lại mà cười nói: "Cha, con muốn đi tắm. Tắm ở chỗ bờ sông có cây đa to á, chỗ đó mát lắm." Nhất gật đầu ngay, liền đi ra sau soạn đồ cho con. Vào giữa ban trưa mà tắm gần một cây cổ thụ, người tâm linh sẽ có chút e dè. Nhưng Nhất không phải là người tin mấy chuyện này. Chỉ cần con gái mình thích là được, mát mẻ là được rồi, ở đâu cũng như nhau cả thôi. Người cha không hề biết rằng toàn thân cô bé vẫn ngồi im như tượng, chỉ có cái đầu dõi theo từng hành động cử chỉ của cha mình với ánh mắt vô hồn. Miệng vẫn giữ cái nụ cười như trước, nhưng khóe miệng đã kéo rộng ra đầy lạ lùng. Và con búp bê trong tay cô bé đã bị những ngón tay thon nhỏ yếu ớt của bé vặn gãy cổ đi rồi. Một lát sau, Nhất đưa con gái đến chỗ bờ sông mà nó chọn. Cũng phải nói chỗ này mát mẻ đầy bóng râm, gió thổi hiu hiu hất bay cơn nóng của mùa hè, rất là sảng khoái. Là một vị trí tốt để tắm sông, giải tỏa cơn nóng trong tiết trời hiện tại. Cách đó mấy bước chân là một cây đa cổ thụ, thân thể to bản. Riêng phần thân này thôi cũng tạo thành một vùng bóng mát rộng rãi, phủ xuống một khoảng sông ở trước mặt. Dưới chân cây đa là một cái am thờ bề thế, to gấp đôi những cái am miễu thông thường. Dù đã là ban trưa, nhưng vẫn nghi ngút khói hương bay ra. Là do người dân nào hễ đi ngang qua cũng đều thành kính bái cầu cho một ngày suôn sẻ, mùa mai bán đắt, trồng trọt được mùa. Hai cha con đến bến mé sông, một vị trí được kê nhiều tấm bê tông hình vuông dày cộm chắc chắn. Dọc bờ sông thường có những vị trí như thế này cho các hộ gia đình ra giặt đồ hoặc buông cần thả câu. Bé Thư mặc áo phao đầy đủ, quanh lưng còn thêm một phần phao tròn nữa, rất là an toàn. Nhất thì tại bơi lội khá giỏi nên anh không mang theo gì. Đáng nói là tuy Thư muốn ra đây tắm, nhưng khi đến nơi, cô bé nhỏ nhắn chỉ ngồi trên bờ, đưa chân nghịch nước thôi chứ không chịu xuống. Anh Nhất không kìm được cảm giác muốn thả mình vùng vẫy trong dòng nước mát, cho nên xuống trước. Còn bé Thư thì khi nào muốn tắm sẽ tự theo mà thôi. Trẻ con mà, đều rất thích bơi lội. Nhất thả mình rồi ngã ngửa. Cảm giác hòa mình vào dòng nước trong ngày hè thật sự rất tuyệt vời. Ánh mắt khép hờ nhìn lên bầu trời trong xanh. Nước hai bên tai bổ ì ạp, phát ra những tiếng nhẹ nhàng dễ chịu, làm cho người cha cảm thấy rất khoan khoái. Nhưng lúc này, đột nhiên phần lưng của người đàn ông lạnh toát, có thứ gì từ bên dưới vươn tới chạm vào, sờ soạng. Nó lạnh ngắt và cảm giác giống như một bàn tay người. Nhất còn đang cả kinh thì vọng tới bên tai, ngoài tiếng sóng nước còn có thêm một tiếng nói vang lên, thanh âm quỷ mị trầm đục.
cái tiếng nệ như của một người phụ nữ bị bóp chặt cuốn họng mà khàn khàn cất lên. Bắt được rồi, bắt được mày rồi. Nhất sợ hãi bủng rủng cái chân tay, đang toan bùng vẫy thì đã thấy toàn thân lạnh ngắt, các bắp thịt co cứng, từng bộ phận đều nhói đau những cơn chuột rút mãnh liệt. Lúc này phía cuối cẳng chân cảm nhận được rõ ràng có đôi bàn tay vươn ra nắm chặt lấy, bóp mạnh đến độ như muốn xé đứt lìa, vừa nắm vừa từ từ kéo ngược anh xuống lòng sông. Lúc Nhất bị kéo trở người lôi tuột đi, chứ còn hai con mắt có thể nhìn rõ được. Bất giác ông bố nhìn về phía trên bờ, đang cố mở cuốn họng ra gào thét kêu con mình chạy đi, thì lại càng cả kinh hơn nữa. Bởi ngồi ở đó vẫn là bóng dáng đứa con gái nhỏ của mình, nhưng khuôn mặt nó đã thay đổi từ bao giờ, trở nên xanh lét, làn da tím tái cùng hai mắt đỏ ngầu, miệng ngoác ra cười đầy thích chí, đầy sự tà ác. Đôi chân vẫn đang nghịch nước, nhưng hai tay thì chậm chậm đưa lên cổ, như muốn tự bóp chết chính mình. Chỉ thấy được đến đó, cũng chẳng có thời gian cho Nhất cảm thấy kỳ lạ hay cả kinh gì nữa, vì thân thể anh ta đã bị kéo chìm nghiễm xuống dưới đáy sông, phương vị theo một đường ngang, từ từ mang thân thể ra đến giữa dòng. Phút chốc đã bị lôi đến nơi vừa sâu, vừa đi kèm với những dòng chảy lạnh giá. Nhất thấy toàn thân nhấp nháp, có một thân người nhão nhoẹt đang từ dưới chân bò lên người anh. Di chuyển đến đâu, sự lạnh giá tràn theo đến đó. Cuối cùng đã thấy rõ một khuôn mặt áp sát, mắt đối mắt với mình. Một cái đầu lâu. Trên hộp sọ đó còn dính lại một bộ tóc đen nổi dập dềnh trong dòng nước. Hai hốc mắt chảy tràn ra những tia dài có màu đỏ như máu. Phần hộp sọ này đang cười, một nụ cười ma quái. Bây giờ Nhất đã biết mình bị cái gì bám vào ám hại rồi. Là quỷ nước. Đúng lúc dưỡng khí đã hết, Nhất há hốc miệng ra mà hít thở. Càng như thế, nước càng tràn vào cuốn họng một cách điên cuồng. Người đàn ông cố giãy giụa trong cơn tuyệt vọng. Theo hai bên tai, ngoài tiếng nước lại có thêm tiếng hát vọng ra, nhẹ nhàng êm dịu như hát ru. Nhưng khi chui vào tai anh ta thì Nhất đã thấy ý thức dần mất đi. Bản năng muốn chống cự trước cái chết vì đuối nước cũng dần dần mất hết. Cuối cùng hai mắt trợn lên, miệng há ra, nhưng không còn một hành động nào nữa. Cứ thế ngoan ngoãn bị quỷ nước kéo xuống bên dưới đáy sông. Quỷ nước cười một âm thanh ma mị khoái trá. Phía dưới anh ta cũng có vô vàn tiếng cười như thế vọng lên đáp lại, như cùng hòa âm. Cảm giác như thể dưới đáy sông đang tồn tại cả một ổ thủy quỷ đông đảo vô ngần. Chút ý thức sau cùng cho Nhất biết rõ mình đã cầm chắc cái chết. Nhưng điều anh ta nghĩ đến lúc này không phải là an nguy của mình, mà là đứa con gái nhỏ đang ngồi trên bờ kia. Liệu con bé có bị kéo theo cùng mình hay không? Con ơi, cha xin lỗi. Xin lỗi con. Trong đầu người đàn ông chỉ thể hiện ra suy nghĩ này trong mấy giây thì ý thức dần mất hẳn đi, bởi vì tiếng hát ru ma quái đã vọng lên thêm một lần nữa, hoàn toàn xóa tan đi chút ý thức sau cùng của nạn nhân. Nhưng người chưa đến số chết, muốn tự sát cũng chưa chắc có thể thực hiện được chuyện nghịch thiên đó. Nhất là vẫn còn phước lớn mạng lớn để không phải bước chân vào chúng âm tào địa phủ, bởi vì vị trí ngôi làng này là nơi nhóm của khá cây cảnh đang tiến đến, và vị trí mà Nhất đang mắc nạn trùng hợp thay là con đường mà nhóm của người chủ tiệm cây cảnh cũng
đang đi ngang qua. Lại nói về chuyện người pháp sư mang thân phận tiền kiếp là đạo tặc tam giới. Sau khi cùng Thanh, gà trống đầu gai và cửu tử quỷ mẫu bỏ trốn, rất nhanh cá dẫn mọi người men theo những con đường vắng mà tiến về một hướng. Bọn họ không dám dùng các phương tiện công cộng hay lộ mặt ra ở chốn đông người. Phải nói cá quả thật rất tỉ mỉ và chu toàn. Trong suốt năm tháng rời nhà ra ngoài phiêu bạc, cũng đã tính toán đến tình huống xấu nhất là bị lộ như ngày hôm nay. Vì vậy tại một khu rừng hoang cách xa nơi này, đã chuẩn bị sẵn một chỗ ẩn nấp, né tránh tai mắt người đời cùng các âm sai địa phủ hay các thế lực thù địch từ tam thế quy tụ. Gần đây anh rất rõ ràng mình phải đi đâu về đâu để né tránh con sóng dữ trước mắt. Nhưng khá cũng rất may mắn vì có má thấm đi cùng. Phải biết mỗi tấc đất, mỗi ngóc ngách trên dương gian đều do sơn thần thổ địa cai quản. Khá như thế nào có thể thoát khỏi sự chú ý của bọn họ được đây? Nhưng cửu tử quỷ mẫu tài phép rất mạnh, lại thêm giỏi nhất là thuật ẩn thân che giấu. Vì vậy cả bọn đến giờ vẫn an toàn, chưa đụng độ phải một ai có ác ý. Thỉnh thoảng Thành sẽ tách nhóm đi một vòng thăm dò. Vì vậy anh cũng biết được tình hình đang rất căng thẳng, khi lệnh truy bắt mình đã lan rộng trong giới đạo thuật. Cả vùng đất của quỷ hay là âm ti cũng đều đã xuất ra để truy lùng tung tích của chính mình. Không được phép sơ suất chủ quan, khá luôn tự nhủ như vậy. Anh đã liên lụy người bạn thân là vui rồi. Vẫn chưa kịp tìm hiểu sống chết của thằng bạn như thế nào thì đã phải tức tốc bỏ trốn trong đêm. Đến nay vẫn là nỗi dây dứt không nguôi, thời thời khắc khắc dậy bò nội tâm của khá. Vì vậy anh không muốn bất kỳ ai bên cạnh mình lại phải gặp chuyện không may như vậy nữa. Đúng lúc đi ngang qua con đường làng song song với con sông êm ả, chợt khá nghe có tiếng thét to. Cha, cha ơi, ai cứu cha con, ai cứu cha con với. Khá quay đầu nhìn sang, chỉ thấy trên mấy tấm bê tông phủ rêu xanh nằm sát mép nước, có hai đứa bé đang ở đó gào khóc. Một cô bé mặc đầy đủ áo phao, đang đưa tay lên mặt, vừa lau nước mắt vừa khóc, miệng mở to ra mà kêu ré. Bên cạnh là một cậu bé khoảng 6 tuổi, đang nhìn mặt nước mà tri hô. Tiếng kêu cứu ban nãy là của cậu nhỏ ấy. Nhưng nơi này dân cư thưa thớt, trời đang ban trưa, mọi người đều ở nhà nghỉ ngơi vì ngại cái nắng gắt, nào có ai xuất hiện mà giúp cho nó được đâu. Khá cây cảnh thả chậm bước chân, nghi ngờ nhìn mặt sông. Mỗi hành động đều rất cẩn thận hơn thường ngày, vì trong tâm ý luôn đề phòng có kẻ địch bất ngờ xuất hiện. Con nước hiền hòa vẫn đang chảy nhẹ, không có dấu vết ba động nào ở phía trên bề mặt. Vậy thì hai cô cậu nhỏ đang kêu la cái gì đây? Còn nói cứu cha con là có ý gì? Khá quay sang bà lão, ngỏ ý thăm dò. Quỷ mẫu gật đầu một cái, ánh mắt hướng ra phía sông, đồng tử mờ đục dần đỏ lên, tạo thành tia nhìn xa xăm, giống như đang xuyên thẳng xuống lòng nước sâu. Không có chướng ngại nào có thể che mắt được bà. Sau vài giây, má thấm nói: là nhện nước tác quái, có người đang bị nó bắt bên dưới đó. Các nghe đến hai chữ nhện nước này thì nhíu mày. Với loại động vật thành tinh này rất khó đối phó. Vạn vật đều có linh, chỉ cần đủ cơ duyên xảo hợp thì sẽ thành tinh. Có con theo hướng chính tu, có con theo đường tà tu, giết người đoạt hồn, cắn nuốt để mạnh lên. Tục truyền, nhện nước sau khi ăn xác người chỉ chừa lại một con mắt, đem phần mắt người chết đó đặt lên trên cơ thể. Mỗi con mắt đại diện cho một nạn nhân mà nó đã giết hại.
nơi nào có nhện nước sống lâu năm đã tác quái không thôi, ăn nhiều xác người, thì nơi đó tràn ngập tiếng khóc than hoặc tiếng hát ru thảm não phát ra nơi ngay dưới mặt nước. Người bơi lội ngang qua đoạn sông đó sẽ nghe thấy âm thanh câu hồn, tâm thần bấn loạn, tay chân đờ đẫn, rồi tự nhiên là bị chết đuối. Sau đó nạn nhân bị kéo xuống lòng sông sâu, rồi bị nhện nước ăn mất, vĩnh viễn không còn tìm được phần xác thịt nào nữa. Nói là khó đối phó, bởi loại quỷ vật thành tinh này giỏi nhất không phải là chiến đấu, mà nó rất thiện nghệ trong chuyện mê hoặc, đặc biệt là cực kỳ gian trá và cơ linh. Đáy sông là địa bàn của loại tà vật này. Chưa nói ở trong nước, một người phàm đã khó hoạt động rồi. Nhện quỷ cũng rất quyết đoán trong việc chạy trốn, vì vậy cực kỳ khó để chạm được vào nó, chứ chưa nói đến chuyện bắt được. Thấy khá ngần ngừ như không muốn đi, quỷ mẫu thản nhiên nói: "Con trai à, đây không phải việc của chúng ta, đi thôi." Thành ở bên cạnh cũng gật đầu. Với Thành hay quỷ mẫu thì chuyện sống chết của con người không có gì liên quan đến mình. Họ chỉ bảo vệ những thứ mà họ cho là quan trọng mà thôi. Đối với người dân quả nhiên rất bàng quan, dửng dưng đến lạnh lùng. Khá dạ nhỏ một tiếng, rất không muốn mà quay lưng bước đi. Nhưng chỉ được ba bước đã dừng thân, quay đầu lại nhìn. Anh không đành lòng thấy người khác gặp nạn mà không cứu, dù bản thân mình đang phải đối mặt với kiếp nạn rất lớn. Nhìn hai đứa trẻ vô tội đang khóc than trên bờ sông, bất giác khá thấy nhói ở tim. Cái cảm giác bất lực của hai đứa nhỏ đó có khác gì hơn mình nhìn thấy đại ca vui gieo mình xuống vách đá đâu chứ. Hôm đó anh không cứu kịp, và giờ này anh không muốn mình lại phải một lần nữa hối hận. "Con trai à." Quỷ mẫu chưa nói dứt câu, Khá đã quay thân chạy vụt lại chỗ bến sông và rút trong ba lô ra một con dao bạc. Khá vứt hành lý sang một bên, cầm thứ sắc nhọn đó nhảy xuống sông không chút chần chừ. Quỷ mẫu chỉ biết lắc đầu thở dài, nhưng không có lên tiếng ngăn cản nữa. Thứ tình cảm kỳ lạ giữa người với người, dù không quen biết, bà vẫn có thể hiểu được. Bởi vì trước khi thành quỷ, bà cũng là một người mẹ mang thai, bị người ta luyện sống, quá thống khổ đến mức mà hóa quỷ. Thanh thì tỏ ra biểu tình nghi hoặc, giống như cô không hiểu được tại sao Khá lại làm vậy. Chuyện này có liên quan gì đến họ đâu chứ. Nhưng cũng quay thân chậm rãi tiến ra sông. Gà trống đầu gai cũng lạch bạch theo cùng. Nó không quan tâm là ai đang cứu ai cái gì hết, nó chỉ háo chiến. Thứ bên dưới mặt nước làm con gà này kích động vô cùng. Cá giữ chút dưỡng khí trong miệng, phồng má lên mà lặn xuống dưới, bơi tiến ra giữa lòng sông. Do gấp gáp nhảy xuống, áo quần không kịp cởi ra hết, nên lúc này thân thể có chút nặng nề. Phía trên bờ, thấy bà Thắm, Thanh và con gà trống đi đến. Hai đứa bé đang ngừng khóc mà tò mò nhìn bọn họ. Đứa bé gái thì thúc thích, chảy đầy nước mắt nước mũi, miệng không ngừng kêu cha rất tội nghiệp. Đứa con trai thì tò mò nhìn cả bọn, có lẽ do không dám nhìn lấy mỹ nhân lạnh lùng, vì biểu tình tỏ ra rất khó gần, nên cậu bé nắm lấy mà lây lây tay áo của bà Thắm. "Bà ơi, cứu cha con, xin cứu cha con với." "Được rồi, bé con ngoan đi, cha con sẽ được cứu thôi. Yên tâm đừng có khóc nữa ha." Đối với trẻ thơ, quỷ mẫu vẫn rất dịu dàng. Nuối tiếc nhất trong cuộc đời của bà chính là các phong nhi đã phải theo mình cùng chết thảm. Nên nhìn những đứa trẻ nhỏ vô tư, chưa mang tâm tranh đấu xấu xa của người đời, má Thắm vẫn rất yêu thích, vì thế luôn nhẹ nhàng dỗ dành.
phía dưới lòng sông, khá càng tiến về càng thấy lạnh lẽo. Không chỉ do các con nước càng sâu càng mang theo sự giá lạnh, mà chủ yếu là do chiếc khúc sông này dày đặc khí âm tà. Bơi được một lúc, đã thấy trước mắt có một người đàn ông mắt nhắm nghiền, miệng há hốc, đang chậm rãi chìm xuống phần tối tăm bên dưới. Xung quanh thân anh ta không có bóng ma nào cả, nhưng tốc độ chìm ngày một nhanh, giống như bị một thứ vô hình nào đó đang lôi kéo. Khá nhiều đôi mắt khiếp nhìn kỹ, lúc này mới thấy những con nước trôi xung quanh thân thể người đàn ông này có màu xám bạc rất lạ. Chúng xoay tròn quanh thân, quấn lấy như một sợi dây, và chính những sợi dây này đang kéo người đàn ông xuống. Nhìn theo điểm kết cuối cùng của những sợi dây nước bạc bên dưới lòng sông, Khá giật bắn cả mình bởi một cảnh tượng quỷ dị. Dù trải qua lắm chuyện ma quái như anh cũng cảm thấy vô cùng buồn nôn. Lòng sông sình lầy đen ngòm, nhưng nhấp nhô nửa chìm nửa nổi trên đó là những cái đầu lâu và các khung xương người bị cắn xé đến vỡ ra từng bộ phận một. Lung tung quanh đó là những phần nội tạng nhầy nhụa. Chúng dập dềnh trôi nổi dưới đáy sông, chứ không theo dòng nước mà đi xa hoặc là nổi lên trên. Xung quanh những bộ phận cũng là những sợi nước trắng bao bọc như là mấy cái kén. Và chính giữa trung tâm là một con nhện. Một con nhện to lớn bằng hai người trưởng thành. Nhưng nó không phải thực thể, mà cứ mờ mờ ảo ảo, rất là dị kỳ. Trên thân con nhện có vô vàn các con mắt của người sống, nhìn rất sinh động. Đồng tử của mỗi con mắt trên thân nhện đều đảo qua đảo lại, rồi đồng loạt đưa ánh nhìn lạnh băng về phía Khá. Chúng đã trở thành một phần của con nhện nước thành tinh này rồi. Những sợi nước màu trắng y hệt như tơ nhện là từ miệng của con thủy quái này phun ra. Đây cũng là lý do người ta không thể tìm ra xác của nạn nhân bị nhện nước hại chết, bởi tất cả đều như mắc kẹt vào một mạng lưới, đều bị nó khống chế nằm im ở đây để từ từ nhấm nháp cả rồi. Khá mặc kệ nó, bơi lại đến chỗ người đàn ông. Cần phải đưa anh này lên trước để cấp cứu. Nếu chậm trễ một chút nữa thôi, người này sẽ thành ra người thiên cổ mất rồi. Con nhện quỷ cũng nhận ra ý định của người pháp sư, liền cử động đầu rất điên cuồng, giống như bị chọc giận vì có kẻ cướp đi con mồi. Hàng loạt tia nước màu trắng từ miệng nó phun ra thẳng về phía Khá. Nó muốn bắt luôn cái tên phá đám này. Khá không hề nao núng, dao sắc trong tay vung ngang trước mặt, chém đứt mấy sợi tơ quỷ này. Tiến thêm một bước đã túm được tay của người đang bị kéo xuống kia. Còn đang muốn chém đứt mấy sợi tơ đang trói chân nạn nhân, thì bất ngờ sau lưng của người đàn ông đột ngột thò ra một cái đầu lâu dị hợm với một bộ tóc dài còn dính lại trên phần thịt nát. Nữ quỷ này quá gian xảo, thấy động tĩnh trong dòng nước, phát hiện Khá đang bơi tới, thì nhanh chóng nấp sau lưng của anh Nhất. Ngay lúc không ngờ Nhất này thì mới ra tay. Đầu lâu há miệng cắn vào cổ tay của Khá đến bật máu ra. Còn chưa xong, nó lướt qua kê phần miệng đầy xương sẩu ghê rợn vào tai của Khá, mà bắt đầu cất tiếng hát ru, thanh âm đầy ma quái. Người pháp sư không kịp đề phòng, vừa bị thương ở tay, vừa bị tiếng ầu ơ đó chui tọt vào não bộ, đã thấy cả người bần thần, đầu óc quay cuồng, hai mí mắt nặng trĩu như muốn thiếp đi. Dù bản thân vẫn còn đang ở trong một vùng nước lạnh, ý thức đang dần bị che mờ, nhưng theo phản xạ, Khá cũng kịp vung dao chém ngang, khiến cho nữ quỷ phải rời thân. Nó không hề sợ hãi, mà còn cười lên đầy kinh dị với vẻ đắc thắng này. Những tưởng Khá sắp thành con mồi trong tay tà vật kia, thì vùng nước lúc này lay động cực mạnh, giống như có con vật gì đó khổng lồ
đang quẫy đạp dữ dội. Ở phía trên đang có một con rắn xanh hai đầu lao xuống, tốc độ uốn mình bò trường cực nhanh, thân thể như một mũi tên rời dây rẽ nước mà lao đi. Sự sao động của dòng chảy chính là do con rắn gây nên. Các vảy rắn óng ánh màu xanh ngọc đẹp mắt phát sáng như được phủ một lớp lân tinh. Cặp mắt sắc lẹm lướt qua chỗ khá, lóe lên một sự giận dữ khó che giấu. Con rắn to lớn uốn thân một vòng đã rạch phá dòng nước mà xuất hiện ngay vị trí người pháp sư. Toàn thân lượn tròn che chở, một đầu há ra rộng ngoác, đỏ lờm như chỗ máu tươi. Giận dữ vươn dài cắn đứt đôi bộ xương của nữ quỷ kia, làm nó rơi lả tả, trôi nổi theo con nước mà chìm xuống đáy bùn. Con rắn cuộn xoáy lại xung quanh thân thể của cả hai người đàn ông. Một đầu rắn nhìn khắp nơi qua lại, đề phòng cảnh giác có thủy quỷ âm thầm đánh lén. Một đầu khác ném cái nhìn hung dữ xuống đáy sông, nơi con nhện hư ảo đang im lìm trôi nổi trong lớp bùn đen. Nhện nước cũng không tấn công tiếp. Nó không phải là loại tà vật háo chiến, mà rất cẩn trọng. Nhận thấy đối thủ vừa xuất hiện khó chơi vô cùng, xem ra hai con mồi kia hôm nay không ăn được rồi. Lớp bùn nhão bị khuấy đảo dữ dội, theo dòng chảy bốc lên dày đặc. Nhện nước cũng theo đó mà bỏ trốn, không quên để lại một câu ngoan thoại. Tiếng nói đầy giận dữ, pha tạp của đủ loại âm thanh, lớn có, nhỏ có, nam có, nữ có, cứ thế chui tọt vào tai của Khá. Thằng pháp sư nhiễu sự, dám phá hoại chuyện của ta. Chưa xong đâu, chưa xong đâu, ta sẽ báo thù. Sau đó, nhà nước rất thuần thục ẩn vào bụng sình, phút chốc đã biến mất dạng. Thành không có đuổi theo, vẫn ở lại thủ hộ. Con nhện này quá gian xảo, nói không chừng chỉ giả vờ bỏ chạy rồi bất ngờ đánh lén mà thôi. Cá lúc này đã nửa tỉnh nửa mê, cố hết sức cắn chặt môi đến bật máu, hòng tìm lại sự thanh tĩnh. Sau đó chụp lấy người đàn ông mà điên cuồng bơi ngược lên trên mặt sông. Khá đã hết dưỡng khí rồi, lúc này thứ quan tâm duy nhất là được hít thở mà thôi. Con nhện nước gì đó thì để sau đi. Vừa ngôi đầu lên được, người pháp sư đã há mồm tham lam hít lấy oxy trong không khí. Vừa rồi thật quá nguy hiểm đi. Nếu hôn mê trong lòng sông thì bản thân cầm chắc chuyện đi đời nhà ma rồi. Bên cạnh đó, Khá cũng không quên nâng đầu anh Nhất lên khỏi mặt nước. Nhưng anh ta cả người mềm oặt, đã ngất đi từ lâu. Khá vội vã kéo vào bờ. Cả người đã mất sức lắm rồi, nhưng vẫn cố gắng để cứu người xa lạ kia. Lên được đến bến sông, hai đứa bé òa khóc lên khi thấy cha mình bất tỉnh, không nói năng gì được với tụi nó hết. Khá không có thời gian dỗ dành, nhanh chóng cấp cứu cho anh Nhất. Bằng mấy phương pháp thông thường, người này cuối cùng cũng thở lại được, ói ra một bụng nước, nhưng yếu ớt chưa đứng lên được, nói cũng không thành câu, chỉ quay đầu nhìn về phía đứa con của mình. Anh Nhất vui mừng, mừng vì vẫn còn sống để có thể chăm lo cho con nhỏ. Khá lúc này đứng dậy, tay cầm dao với phần cổ tay còn đang rỉ máu do vết thương của nữ quỷ gây ra, quay đầu lạnh lẽo nhìn về hướng phía con sông. Khá cây cảnh không hề biết rằng khoảnh khắc này đã bị ghi lại từ một chỗ rất xa. Có người mang trong mình bùa ẩn khí, cùng trong tay là cái ống nhòm và máy ghi hình tầm xa. Gã vừa chụp lại một bức ảnh. Đây là quan chính ngón. Hắn vẫn luôn âm thầm bám theo Khá để tìm đường hãm hại. Bức ảnh chụp với góc quả thật rất xảo hợp. Anh Nhất thì nằm yên trên đất, mặt hướng ra sau không rõ sống chết. Khá thì tay cầm dao nhọn, còn có vết máu. Dưới chân là một người nằm ngay đơn,
Nhìn qua, bức ảnh tạo cảm giác như khá là một tên sát nhân. Ngay lập tức, bức ảnh mập mờ này đã chuyển đến khắp nơi của giới huyền môn, kèm theo đó là địa chỉ ngôi làng hiện tại. Kẻ có tài khoản nặc danh tung tin về bí mật của Khá chính là Quang, chứ không phải Hưng Béo. Gã bác sĩ vẫn luôn âm thầm tính kế và dàn cảnh hãm hại kẻ mà hắn cho là có mối thù truyền kiếp với dòng họ của mình. Với vẻ mặt vặn vẹo, Quang cười lên khùng khục, đầy sự nham hiểm và điên cuồng. Mày sẽ chết rất thảm thôi, nhưng chưa đâu. Trước đó, tao sẽ cho mày nếm đủ thống khổ vạn phần. Không lâu nữa thôi, với huyện môn xem xong bức ảnh sẽ kéo về đây bắt mày. Chạy đi, mày chạy nữa đi, xem mày làm sao có thể đối phó với bọn nó đây. Bên này, người pháp sư vẫn chưa hề hay biết phía sau luôn có một con rắn độc nhìn chằm chằm, tìm cơ hội hãm hại mình như thế. Lúc này Diệu đỡ anh Nhất cùng hai đứa con quay trở lại nhà theo lời chỉ dẫn yếu ớt của người cha. Đi vào bên trong chỗ ở của cả ba, Khá Đạt Nhất nằm nghỉ trên giường gỗ, quay sang vỗ về hai đứa trẻ một lúc thì đi ra ngoài mua thức ăn cho tụi nó. Trước khi anh Nhất khỏe lại, Khá cũng không nỡ xong chuyện thì bỏ đi. Dù sao giúp người thì giúp cho trót. Trong lúc ra ngoài mua đồ, Khá cũng bắt chuyện làm quen với một người làng, hỏi thăm về khúc sông kia, xem những năm gần đây có bao nhiêu vụ đuối nước mà không tìm được xác rồi. Người dân cũng vui vẻ trả lời cho Khá biết, cũng không có gì giấu giếm hay sợ hãi. Đối với họ, những người sống quanh khúc sông chứng kiến cảnh tượng chết đuối thương tâm là rất bình thường. Nhất là vào những ngày nắng nóng, sự mờ gọi của dòng nước mát lạnh luôn có một sự dụ hoặc khó cưỡng với con người, thôi thúc họ ra sông, ra biển hay tìm con suối bờ thác để giải nhiệt. Riêng chỗ anh Nhất cùng với con gái tắm, chỗ cạnh gốc đa này, nội trong năm nay đã có 4 vụ người nhà đến than khóc tìm xác mà không ra rồi. Thế mới nói nhà nước ở đây tác quái vô cùng. Người dân không rõ nên sợ hãi, lập cái miếu thờ cạnh gốc đa để van vái xin thần sông không nổi giận, hoặc cầu mong ma gia không kéo người vô tội vạ nữa. Và tất nhiên, một chỗ thờ tự kèm theo vài ba cây nhang khấn vái không làm cho những vụ chết nước giảm đi. Dân làng vì thế, nào có ai dám đến chỗ con sông này tắm giặt gì đâu. Chỉ có anh Nhất do mới dọn đến đây, không biết sự tình nên mới ra đó mà gặp nạn. Kỳ thực dù biết, anh chàng này cũng vốn không tin tâm linh nên cũng không sợ hãi mà dẫn con tới đó. Anh cũng một phần khá tự tin vào khả năng của mình ở trong dòng nước mà. Khá xem như đã hiểu, gật đầu cảm ơn. Tính ra người pháp sư cũng không có ý định bắt đám quỷ nước này. Việc làm cấp thiết nhất của anh bây giờ là phải chạy trốn. Lúc Khá quay về nhà, đã không thấy quỷ mẫu cùng Thanh đâu. Có lẽ cả hai ra ngoài cảnh giới, đề phòng có địch tập kích rồi. Đi vào bên trong thì thấy đứa bé trai cùng với Thư đang chơi đùa rất vui. Anh Nhất đã tỉnh dậy, nhưng có lẽ còn hơi choáng nên ngồi bần thần trên giường, ánh mắt nhìn ra cửa sổ, tia nhìn đầy vẻ xa xăm, nhiều tâm sự. Anh à, anh khỏe chưa? Khá cất lời để bắt chuyện đánh động. Nhất có chút giật mình, sực tỉnh lại sau dòng suy tư, vội quay sang cười mà nói: Chào cậu, cảm ơn cậu đã cứu tôi. Ơn này không biết lấy gì để báo đáp đây. Nếu mà tôi chết, con gái tôi không biết phải làm sao nữa. Thôi được rồi, chúng ta đừng có nói mấy cái chuyện không may này. Thế anh chưa khỏe nên tôi ra ngoài sẵn mua đồ ăn cho cả nhà đây. Anh dùng một chút cho lại sức nha. Ơi, đâu có được. Anh đã cứu tôi rồi còn cho đồ ăn như vậy, tôi làm sao chấp nhận chứ. Bao nhiêu tiền tôi xin gửi lại,
cũng kèm theo một khoản nữa, xem như là cảm ơn anh. Nếu anh không nhận thì tôi ái nái lắm. Được rồi mà, có chút đồ ăn thôi mà, anh đừng có bận tâm. Nè, mau ăn đi. Khá mặc kệ người này nhiệt tình muốn báo đáp, tuyệt đối không nhận tiền. Tuy tham lam, nhưng anh chàng có nguyên tắc riêng. Đây là ngẫu nhiên cứu người, chứ không phải nhận tiền làm việc. Sao có thể vì thế mà ngã tay thu lợi được? Đặt phần cơm lên giường cho Nhất, Khá quay sang hai đứa bé với phần thức ăn riêng. Chúng vui vẻ nhận lấy mà nói cảm ơn, giọng điệu thanh khiết ngây ngô vô cùng đáng yêu. Khá hơi nheo mày nhìn cô gái nhỏ. Trên thân con bé còn vương chút âm khí, có lẽ do tà vật từng chạm vào hoặc bị ám thị lợi dụng qua, nên giả vờ xoa xoa đầu yêu thương, vừa bí mật dùng sức mạnh của mình trút đi cái thứ sức mạnh âm tà này. Tuy nó không lớn mà chỉ còn vương vãi chút ít, nhưng đối với thể chất của một đứa bé con thì lại rất có hại. Vì thế Khá muốn triệt để triệt đi. Còn anh Nhất, Khá nghĩ rằng sau vụ đó sẽ tởn đến già, không còn dám đến khúc sông kia để rồi gặp phải nguy nan nữa. Quay đầu nhìn sang, lại thấy Nhất thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nhìn rất buồn bã suy tư. Khá lo sợ anh ta do sợ hãi quá mà ảnh hưởng đến tâm lý, nên muốn trấn an. Chuyện suýt chết đuối đó làm anh còn sợ sao? Không, tôi sẽ không sợ hãi. Chuyện đó không có làm tôi sợ đâu, cậu đừng lo anh. Ừ, vậy thì tốt. Mà lúc đó anh đã gặp phải vấn đề gì? Anh đã thấy gì sao? Khá bắt đầu thăm dò, nhưng Nhất chỉ hơi nhíu mày rồi lắc đầu quậy quậy. Không có, tôi không có thấy gì hết. Do tôi bị chuột rút, anh biết đó. Xuống nước mà không khởi động làm nóng người một chút á, thì rất dễ xảy ra chuyện này mà. Do tôi chủ quan thôi, chứ tôi bơi giỏi lắm. May mà có cậu, cảm ơn cậu nhiều. Vậy sao? Khá chỉ khẽ gật đầu chứ không hỏi gì thêm. Ánh mắt khiếp lúc này nheo lại, chỉ còn một đường kẻ nhỏ. Trong nội tâm vọng lên một câu: người này có vấn đề. Rõ ràng hôm đó lũ quỷ nước không hề ẩn thân, bởi vì con mồi càng sợ hãi thì sẽ càng bấn loạn. Trong dòng sông sẽ càng tăng thêm khả năng quẫy đạp, rồi nhanh thiếu dưỡng khí, nhanh mất sức, sau đó uống nước đến chết ngạt đi. Chúng sẽ giết một cách dễ dàng hơn. Càng sợ hãi thì thứ năng lượng đó càng làm cho ma quỷ thích thú. Nhưng sao bây giờ anh ta lại nói không thấy gì, còn nói là do mình bị chuột rút mà thôi? Khá thì tất nhiên không tin rồi. Vì sao anh ta lại cố che giấu những điều mình đã thấy? Anh Nhất không biết Khá là pháp sư, chỉ cho là vô tình đi ngang qua cứu được nên mới giả vờ đây mà. Cả câu nói hớ vừa nãy nè: tôi sẽ không sợ hãi, đây đâu giống như câu trả lời. Nó tựa như một câu nói với chính mình để trấn an mới đúng. Nhất vô ý nói ra câu đó, chứng tỏ biết rõ thứ muốn đoạt mạng mình là cái gì. Bên dưới dòng sông kia, tà vật đó cùng với anh ta lẽ nào có mối quan hệ sâu xa nào đó khó nói ra. Khá theo bệnh cũ mà suy luận, kỳ thực chỉ là thói quen thôi, cũng không muốn quản chuyện quá nhiều. Mọi sự trên đời này muôn hình vạn trạng, gặp chuyện gì mà cũng muốn tìm hiểu. Phải chăng là rảnh quá nên muốn mệt chết người rồi? Chợt Nhất với bộ mặt đầy tâm sự nhìn Khá hỏi một câu khó hiểu: cậu Khá à, theo cậu thì thế gian này thứ đáng quý nhất là cái gì? Khá hơi sững lại rồi gật đầu như đã hiểu. Đây hẳn là muốn tâm sự cùng người lạ đây mà. Những bí bách bối rối vô cùng về mặt tâm lý mà không hướng về người nào quen biết để tâm sự giải tỏa được, thì thông thường sẽ đem những điều trong lòng nói ra với người lạ. Vì ở người lạ trước mắt sẽ cảm thấy an toàn
với những bí mật của riêng mình. Khá cũng đã từng ở trong hoàn cảnh đó. Khi thấy Vui rơi xuống vách núi, khi thấy Hưng Béo đột ngột biến mất, mình thì bại lộ thân phận. Bao nhiêu phẫn uất đau xót, không biết chia sớt cùng ai. Có thể nói ngoài an nguy của anh ra, quỷ mẫu sẽ không quan tâm đến sinh tử của ai khác. Còn Thanh thì không biết giao tiếp, với thêm con gà trống thì không tính vô được. Vậy nên Khá rất cô độc trong việc giải bài. Nhưng Khá chưa kịp trả lời thì anh Nhất đã tự nói, âm thanh này đau xót: cậu nói xem, đáng quý nhất trên đời này có phải là thứ mình đánh mất đi hay không? Khá chưa nắm rõ được vấn đề của anh nên không trả lời, chỉ bình thản nói: anh nghĩ sao? Tôi không biết nè. Cậu cho rằng không phải sao? Hay là thứ quý giá nhất là thứ bản thân đã lấy không được? Tôi không biết nè. Tôi thật sự không biết được. Bây giờ Khá đã rõ, thứ đánh mất đi và thứ lấy không được chính là mấu chốt trong nội tâm của người này. Nói đơn giản là anh ta đang hối tiếc, hối tiếc vì một điều gì đó, và cũng chưa rõ là có liên quan gì đến chuyện con nhện nước với lòng sông hay không. Khá thở hắt ra một hơi rồi nói: anh Nhất à, riêng đối với bản thân tôi đó, thứ quý giá nhất là con trai à. Chúng ta đi được chưa? Khá còn chưa nói hết câu thì quỷ mẫu không biết từ bao giờ đã đứng ở sau lưng lên tiếng nhắc nhở: người cũng đã cứu rồi, bọn họ cần phải tiếp tục chạy trốn. Đối với các thế lực tam giới truy sát, quỷ mẫu bậc hoàng như bà cũng không đủ khả năng bảo vệ chu toàn cho Khá được. Khá nhìn người cha đang bần thần ngồi trên giường, đầu óc vẫn còn hỗn loạn, nội tâm cảm thấy vẫn không an tâm, luôn cảm giác có điều gì đó chưa kết thúc được. Lại nhìn thấy mấy đứa nhỏ đang cười ngây ngô, ngoan ngoãn ăn cơm, Khá không đành lòng bỏ đi. À má, chúng ta nghỉ lại đây một đêm đi, dọc đường đi ai cũng thấm mệt rồi. Anh Nhất như tỉnh táo bình thường lại, anh vội nói: đúng rồi, mọi người nghỉ lại một đêm đi. Cậu không nhận hậu tạ của tôi thì cũng xin ở lại ít lâu cho tôi báo đáp chứ, làm tròn phận chủ nhà. Vậy thì cảm ơn anh. Chúng tôi sẽ nghỉ nhờ một đêm, sáng mai sẽ lên đường sớm, phiền anh sắp xếp giúp. Quỷ mẫu cũng không có ngăn cản, đã quyết tâm bảo vệ đứa nhỏ này thì cũng phải sẵn sàng đại chiến sống chết với kẻ địch. Đó là chuyện sớm muộn mà thôi, né né tránh tránh cũng không có tác dụng gì. Tối hôm đó, khoảng 11 giờ đêm, Khá chợt tỉnh giấc vì có tiếng động lạ. Trong thinh không thỉnh thoảng vọng lên tiếng chuông ngân, là tiếng gõ chuông thường nghe thấy trong các buổi lễ của Phật gia, kèm theo đó là tiếng tụng kinh trầm bổng đều đều. Anh Nhất đang ôm con gái ngủ say, không nghe thấy gì hết. Khá nhìn qua thì thấy đứa bé trai đã tỉnh giấc, ngồi dựa lưng vào tường chứ không nằm cùng hai người. Nó cũng đang quay đầu nhìn Khá. Đối với đứa nhỏ này, Khá cảm thấy kỳ lạ lắm. Trừ lúc kêu cứu nơi bến sông ra, suốt thời gian nó không nói gì hết. Và gần như toàn bộ thời gian anh có mặt, đều cảm nhận cậu bé này nhìn anh chậm chậm không ngơi nghỉ. Nhưng do trên thân đứa nhỏ không có điều gì khác thường nên Khá cũng không bận tâm. Thầm nghĩ trẻ con đôi lúc sẽ có đứa tính tình kỳ lạ như thế mà thôi. Tiếng chuông lại ngân vang, bên trong thanh âm đó còn có một uy lực pháp thuật nhỏ. Khá biết không ổn rồi, tiếng chuông này không giống như bình thường,
nên bước chân xuống giường. Quỷ mẫu cùng Thanh đến bên cạnh, khá đưa mắt hỏi ý. Cựu tử quỷ mẫu chỉ khẽ thở dài: "Con không chịu đi nên phiền phức tới rồi đó." Khá cười khổ, nhẹ gật đầu rồi cầm lấy ba lô, nhẹ nhàng đi ra cửa. Cây muốn lặng mà gió không ngừng. Ba, con cũng phải đi đối mặt thôi. Nói xong, họ lặng lẽ ra ngoài rồi khép cửa lại, không đánh động đến ai. Đứa bé trai ngồi trên giường vẫn nhìn cho đến khi khá mất dạng. Đôi mắt hơi nhíu lại, suy tư điều gì đó. Một lát sau, nhóm của khá đi đến một khu đất hoang gần đó. Trong đêm thanh vắng tối mù, chỉ có những cơn gió lạnh lẽo lướt qua, kèm theo tiếng côn trùng kêu, thì tiếng gõ chuông ngân rền càng thêm có uy lực. Trên một tảng đá, có một vị sư già đang ngồi đó, một tay gõ chuông, một tay chấp lại lễ bái, hai mắt nhắm nghiền, miệng chậm rãi đọc tụng kinh văn. Vị sư thầy này là thiền sư Thích Nguyên Minh. Thời đại xã hội phát triển, công việc rối bù, đầu tắt mặt tối, nên tâm lý con người thường rất căng thẳng, mệt mỏi và rối loạn. Do đó Phật gia chủ trương đưa các lớp dạy thiền đến cộng đồng để giúp đỡ mọi người được tu học, giảm căng thẳng, thêm minh mẫn, khai sáng tâm trí. Thành ra để được gọi là thiền sư, bây giờ cũng không có gì là khó khăn. Dù là đệ tử tại gia cũng có thể làm được. Chỉ cần học đủ lý thuyết và trải qua một kỳ thi thì đều sẽ được công nhận là thiền sư. Tuy nhiên trong Phật giáo, người có thể mang danh hiệu thiền sư đúng nghĩa, được mọi người công nhận và trọng vọng, kỳ thực cực kỳ hiếm hoi, ít gặp. Và Thích Minh Nguyên chính là một trong những vị ấy. Tuổi tác thầy đã cao, trong hàng đạo thuật xem như là trưởng bối của một lớp lớn những lãnh đạo đương thời. Trước sư giữ chức vụ quan trọng trong giáo hội Phật giáo, sau này đã rời đi để đi truyền pháp khắp nơi, không còn bị bó buộc trong nhiệm vụ cũ. Khá tất nhiên không biết người này là ai, nhưng rất rõ ràng vị thầy này đến đây chính là nhắm vào anh. Cứ nghĩ sẽ phải đối chọi với thế lực Huyền Môn, nhưng không ngờ kẻ địch đầu tiên tìm đến mình lại là người của Phật gia. An tâm nhất là thầy chỉ đến đây một mình. Anh không tin có quỷ mẫu ở đây, bọn họ có thể thua thiệt đi đâu được. A Di Đà Phật. Sư thầy biết nhóm người đã đến, cũng thôi tụng niệm, đặt chùi gõ chuông xuống, chắp hai tay lại niệm Phật hiệu thay cho câu chào. A Di Đà Phật, chào thầy. Khá cũng vội vàng làm động tác tương tự để đáp lễ. Người ta cũng chưa làm gì mình, lễ nghĩa vẫn phải có, dù gì mình cũng là lớp hậu bối mà thôi. Thích Nguyên Minh vẻ mặt bình thản, kỳ thực trong ánh mắt lóe lên sự ngạc nhiên rất khó phát hiện. Vốn nghe đạo tặc tam giới cùng hung cực ác, giết người như ngóe, bây giờ thấy cậu bé này lễ phép như vậy, thật khác xa lời đồn. Dù sao tài liệu ghi chép lại về nhân vật này có từ xa xưa, chính sư cũng không cách nào kiểm chứng được. Lại nhìn qua Thanh, Đầu Gai cùng Cửu Tử Quỷ Mẫu, thấy cả ba tà vật đều lặng im, không có vẻ gì là hung tàn khát máu. Họ đều đứng sau lưng khá mà thủ hộ, giống như không có ý ra tay. Sư nghi hoặc rồi, đây thật sự là nhóm đạo tặc tam giới hay sao? A Di Đà Phật. Cậu bé à, con đúng là chuyển thế của người đó sao? Con cái này khá lúng túng không muốn trả lời. Dù sao cái thân phận tai quái này anh cũng đâu có muốn nhận. Quỷ mẫu kéo nhẹ khá lùi về sau, bước ra nhìn với ánh mắt lạnh lẽo. Vị sư già, ông muốn giết nó sao? Sư chậm rãi lắc đầu. Người theo cửa Phật kiên kỵ nghiệp sắc, trừ khi là đại ác đại tội, bất đắc dĩ mới phải ra tay. Ta xem cậu nhỏ này không giống.
chỉ muốn dẫn nó về chùa mà thôi, cùng học Phật pháp, hóa giải hùng tính, cũng là mở ra một con đường mới. Bớt nói nhảm, ông đây là muốn giam lỏng nó thì có. Ta cho ông hay, dù ông thật sự có ý muốn giữ mạng nó đi nữa, người khác cũng không chịu. Dù cho có nể mặt ông, thì họ cũng trong bóng tối âm thầm lén lút tiêu diệt. Nói gì thì nói, muốn dẫn nó đi, quỷ mẫu ta không đồng ý. Sau ba chữ cuối cùng, toàn thân bà lão hiện ra uy áp cực mạnh. Tám đốm sáng trắng vụt ra, bay trọn xung quanh, cất lên tiếng khóc tiếng cười hỗn tạp của Vong Nhi. Sư thầy chậm chậm gật đầu. A Di Đà Phật. Một quỷ mẫu như bà vẫn giữ được một chữ tình, vì một sinh linh mà không tiếc mọi giá bảo vệ, thật là hiếm thấy thầy. Người thấy kỳ lạ sao? Trong lòng có tình, làm sao mà bỏ? Nếu như vô tình, thì cần gì bỏ, đúng chứ? Còn sư, tu hành Phật pháp, phải chăng không còn vương vấn chữ tình? Trong đầu chỉ còn ý niệm tất cả đồng là sinh linh, thời thời khắc khắc, sống chết luân hồi. Sư thầy lúc này tỏ ra kinh ngạc. Trong lòng có tình, làm sao mà bỏ? Nếu như vô tình, thì cần gì phải bỏ? Một quỷ mẫu có thể nhìn thấu ra được câu nói này, vừa hiếm hoi, vừa đáng quý. Thầy chắp tay mà đáp. Vạn vật xoay tròn quanh một chữ duyên. Duyên hợp duyên tan, vô thường tồn tại. Bồ đề vốn chẳng phải cây, gương cao chiếu sáng cũng không phải đại. Ở đời vốn chẳng vật gì, đâu đâu cũng chỉ là bụi trần mà thôi. Bận tâm hay không bận tâm còn quan trọng sao? Phật nói bàn nhược không phải bàn nhược, mà cũng là bàn nhược. Khóe miệng khá co quắp, thầm nhẹ tặc lưỡi, nội tâm kêu khổ. Trời ơi, tới nữa rồi. Hai bậc đạo pháp cao thâm này dường như đã tiến vào giai đoạn luận đạo. Đối với một thanh niên như Khá, chưa trải hết nóng lạnh của thế gian, chưa hiểu rõ sự thần kỳ của liên kết giữa đạo và đời, thì mỗi lần nghe cao nhân bàn luận, luôn có cảm giác như nhỏ vào tai tiếng thiên thư. Căn bản là không hiểu gì hết. Gà trống kêu mấy tiếng cục cục như mất kiên nhẫn. Thanh thì chỉ im lặng. Được hai trưởng bối giảng giải như trước mắt, có ích cho con đường tu luyện của nàng. Khá gãi gãi cằm, tự nói nhỏ với chính mình. Ôi, rồi bao giờ mới xong đây? Hai vị có thể nào đừng nói ngoại ngữ được không? Nói cái gì dễ hiểu hơn chút cũng được mà. Một lát sau, khi đã đối đáp đủ, sư quay sang Khá. A Di Đà Phật. Cậu nhỏ à, cái mà con cần làm bây giờ là đối mặt với tâm ma của mình. Con không phải là ma, nhưng ma cũng là con. Cần rèn luyện bản thân, nghiêm khắc kiềm giữ với bản thân mình, mới đồng dạng có thể tiêu trừ đi sự tà ác của kiếp trước. Con có hiểu hay không? Khá vội gật đầu như trống bổi, mặc dù không hiểu bao nhiêu, nhưng cứ gật đầu đi là được. Chứng minh mình đã nghe hiểu được. Nói rất hay, có đạo lý. Cựu tử quỷ mẫu như bị chọc giận, bà gầm lên. Nói tới nói lùi, ông vẫn là muốn dẫn nó đi. Ta đã nói rồi, quỷ mẫu ta đây không đồng ý cho bất kỳ ai có ý đồ xấu hay là muốn khống chế nó, bởi vì nó là con ta. Nói vừa dứt câu, tám đốm sáng xung quanh thân thể bà lão
lao tới phía nhà sư với tốc độ cực nhanh. Không gian vang rền tiếng quỷ nhi kêu ré lên đáng sợ. Sư thầy thở dài, trở tay ra sau một cái, đã cầm lấy một thanh kiếm lớn tạo thành từ những đồng tiền xu. Kiếm được liên kết tạo thành từ những đồng xu nhỏ, rất phổ biến trong giới huyền thuật. Dễ nhận thấy nhất là thất tinh kiếm, kết tạo từ 21 đồng tiền xu. Hay càng khôn kiếm, tạo thành từ 49 hoặc 108 đồng tiền xu. Bởi thế ít người biết rằng, bảo khí hàng yêu phục ma phía Phật gia cũng có đạt ma kiếm, được làm từ 9.981 đồng tiền xu. Với số lượng này, dù các đồng tiền được tinh chế nhỏ đến mức nào, cũng có thể hình dung ra rằng thanh kiếm rất nặng. Tuy nhiên sư cầm pháp khí trong tay vẫn rất nhẹ nhàng, bởi điều khiển nó không phải dùng sức của người trần tục mà là Phật lực. Tám quỷ nhi hóa thân thành đốm sáng đều bị đánh bật ra ngay lập tức. Sư thầy không dùng kiếm chém mà chỉ dùng thân kiếm đỡ đòn, khiến đám bông nhi bị hất ra ngoài mà thôi, chứng tỏ sư không mang ác ý. Nhưng quỷ mẫu không muốn dây dưa. Đánh nhau ở đây vào đêm muộn như thế này rất dễ đánh động đến đám âm binh địa phủ tuần tra. Dù bản thân bà đã làm phép che giấu, cũng khó lòng mà tránh được việc ngoài ý muốn. Tám đốm sáng bay vòng vòng ngày một nhanh, tựa như một cánh quạt xoay cấp tốc. Sau đó đồng loạt phá đất chui xuống. Lúc chúng xông ra lại, đã từ tám phương vị xung quanh nhà sư hiện ra thân quỷ đáng sợ. Đầu chỉ còn mỗi nửa hộp sọ, với phất phơ những thân cây ma quái được nuôi cấy vào trong đầu. Mỗi quỷ nhi nhe răng nhọn hoắt, ánh mắt đỏ ngầu dữ tợn, kêu ré lên những tiếng xé tai. Mỗi con nhắm chuẩn một phương vị mà bổ tới, đứa cắn đứa quấy rối, muốn khống chế vị thiền sư. Thầy Nguyên Minh lâm nguy không loạn, vẫn bình tĩnh đối ứng. Sức mạnh của đạt ma kiếm lần lượt đẩy ngược chúng ra một lần nữa. Nhưng hết con này văng ra, đứa khác lại nhảy bổ vào, liên miên không dứt. Cuối cùng biết không tránh được sự quậy phá này, sư thầy miệng đọc tụng kinh văn: Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Quỷ mẫu giật mình, là Đại Bi thần chú. Cửa Phật có đến 84.000 pháp môn. Một người học Phật dù cố gắng hành trì, tu tập trải qua hàng hà sa số kiếp, cũng không dễ gì có thể lãnh hội hết tất cả nội dung phong phú đó, huống chi là một đời người. Cho nên tùy vào căn cơ, chuyên nghiệp, một khi đã phát tâm đi vào con đường giải thoát, hành giả hoặc nhờ phước duyên được chư Phật, chư Bồ Tát độ trì dẫn dắt, hoặc do minh sư chỉ bảo, mỗi người cần nên tự chọn cho mình một pháp môn để tu tập. Vị minh sư quen thuộc của những người học Phật đó không ai khác hơn là Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Với phương tiện thiện xảo của Ngài, thần chú Đại Bi sẽ giúp đỡ cho bất kỳ ai trì tụng thần chú này đúng phương pháp, chắc chắn sẽ mau chóng bước vào cõi thiện, cũng như đạt được mọi điều sở nguyện. Ngoài công năng cứu khổ thoát khỏi hiểm nạn, thần chú còn có tên gọi là diệt ác thú. Tất nhiên không phải hành giả đọc thần chú này lên thì tất cả ác thú đều ngã lăn ra mà chết, mà là đối với một người hành trì thần chú Đại Bi hàng ngày một cách nghiêm túc, bên cạnh oai lực được che chở hộ trì của chư thần Long, Thiên, Hộ Pháp, ở người trì chú cũng tự động phát ra một nguồn năng lực, mà không phải chỉ riêng đối với ác thú, ngay cả các loài độc trùng khác cũng đều phải lánh xa. Quả nhiên lời chú vừa cất lên, tám con quỷ nhi sợ hãi kêu gào, đồng loạt lùi ra xa với vẻ kinh khiếp không che giấu. Cửa Phật còn có thần chú pháp môn Hàng Ma Phục Quỷ, uy lực rất mạnh, chính là Lăng Nghiêm thần chú. Có lẽ vị thiền sư không nỡ ra tay với những vong nhi đáng thương, hoặc giả là đang muốn chứng tỏ thành ý của mình nên đến giờ vẫn chưa thấy dùng đến.
đứng quan chiến từ nãy tới giờ. Thanh lúc này cũng động thân, phút chốc đã lao lên trước. Chỉ trong một chớp mắt, sau lưng vị thiền sư đã hiện ra một con mãng xà hai đầu màu xanh ngọc, rất bắt mắt. Tuy hình dáng màu sắc xinh đẹp, nhưng vẻ hung tàn càng lộ rõ nhiều hơn. Thần chú uy lực vô cùng, nhưng đối với một xà vương như nàng thì miễn cưỡng chống lại mà ra tay. Nhưng đối với một xà vương như nàng có thể miễn cưỡng chống lại mà ra tay. Thân hình uốn lượn, phần đuôi to như cột nhà đã buộc đánh tới. Vị thiền sư chỉ còn biết cố đỡ một đòn. Cổ tử quỷ mẫu lao tới nhanh như cắt. Bất kể vị sư này có ác ý hay là không, với giống loài quỷ dữ như bà, cách để trừ đi hậu họa tốt nhất vẫn là giết đi. Sư thầy biết chuyện không ổn rồi. Một mình sư đấu với cựu tử quỷ mẫu đã là quá sức. Dù sao bà ta là tồn tại cả trăm vạn năm. Sư tuy tinh thông Phật lý, pháp thuật cao thâm, nhưng vẫn chưa đắc đạo giác ngộ, vẫn là phàm nhân, làm sao so sánh được. Giờ lại thêm một nữ yêu vương, quả thật khó càng thêm khó. Đạt ma kiếm xoay tròn, tinh chuẩn cắm vào phần đuôi của xà vương, khiến nàng như bị đinh đóng trên đất, giãy giụa điên cuồng, miệng rắn há to kêu gào đầy đau đớn. Quỷ mẫu đến gần thì sư thầy cũng làm phép, một nửa thân kiếm vỡ tung ra, các đồng xu ào ào bay tới chỗ quỷ mẫu, dính hẳn lên thân bà, phát ra kim quang óng ánh. Một lúc nhất thời, quỷ mẫu đã bị cầm chân. Thấy hai bên đang giằng co, Khá nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt tràn đầy sự tức giận. Nhìn thấy Thanh đang bị đóng đinh trên đất, kêu gào đau đớn, bất giác Khá nhớ lại cảnh đại ca Vui bị hại phải gieo mình xuống vách núi. Lại thêm một người bạn nữa của mình vì anh mà lại bị thương rồi. Khá giơ hai tay ra trước bắt ấn, tốc độ nhanh như điện xẹt. Đã bại lộ thân phận thì không cần dùng pháp khí che giấu làm gì nữa. Đôi tay phát ra luồng ánh sáng mãnh liệt, hướng về phía vị thiền sư. Khá nói lớn: "Sư thầy à, đây là ông ép tôi thôi. Tam thiên đại thiên, hữu tranh hữu tổn, bất ngã như ngã, mình ta thấu thần, hiện đời vạn kiếp, thu." Lời chú vừa ra, vị thiền sư cả kinh khi thấy sức mạnh trong cơ thể mình bị rút đi sạch sẽ chỉ trong có mấy giây. Thanh đạt ma kiếm do không còn Phật lực gia trì đã mất đi phép nhiệm màu, đồng loạt vỡ nát khi Thanh quẩy người vùng vẫy. Những đồng tiền xu bám trên thân quỷ mẫu cũng buộc tắt đi ánh vàng, lả tả rơi xuống như mưa. Chớp lấy thời cơ, mãng xà hai đầu há miệng nhắm tới sư Nguyên Minh, miệng mở to như cái chậu máu lớn, tiếng độc xà vang động kinh tai. Quỷ mẫu cũng vung cánh tay đầy móng vuốt mà tấn công. Đứng trước giây phút sinh tử, thiền sư ngồi thập xuống, tay bắt thiền ấn, hai mắt nhắm nghiền, miệng liên tục tụng niệm. Toàn thân thầy phát ra kim quang. Đây không phải là sức lực tự thân, bởi vì nó đã bị Khá hút sạch rồi. Sự đáng sợ của đạo tặc tam giới cũng nằm ở chỗ này. Giờ thì sư đã hiểu rõ sự nguy hiểm trong đó. Bởi lẽ đang chiến đấu mà bất thình lình mất hết sức mạnh như thế này thì cầm chắc cái chết. Ánh vàng phát ra ngày một chói lóa, sức mạnh đến từ thần chú. Giữa hư không đột nhiên vang lên một tiếng nói đầy uy nghi, trầm bổng: "Chư tịnh lưu ly chân, sáng trong như nhật nguyệt, trí tuệ sẽ tăng lên, quang thai như kim tượng. Nam mô A Di Đà Phật." Lời nói vừa xong, ánh sáng xung quanh vị thiền sư quy tụ lại thành một thân ảnh chỉ có nửa thân trên, phiêu phù phía sau lưng thầy. Thân ảnh này đầu đội mão, hai mắt nhắm hờ, miệng mỉm cười nhẹ nhàng, toàn bộ phát ra một sự uy nghi nhưng rất dễ chịu, vô cùng khó diễn tả, khiến người nhìn đến sẽ sinh tâm ý tôn kính vô ngần.
hai đầu rắn vừa cắn tới đã bị đánh bật ra sau. Thậm chí chỉ trong giây lát, Thanh đã trở lại thành hình người. Sức mạnh bản thể chỉ trong một khắc đã bị giải trừ. Quỷ mẫu cũng không khá hơn, vừa chạm vào ánh sáng vàng kia đã la lên một tiếng kinh khiếp, nhanh chóng lùi lại. Vẻ mặt của bà không còn bình tĩnh được nữa, ánh mắt thập phần sợ hãi nhìn về phía thân ảnh uy nghiêm phía sau lưng vị sư già, miệng lẩm bẩm: Phật hiển kim quang pháp tướng, nguy rồi. Đạo gia có phép mượn lực chư tổ tá thân, trừ ma diệt quỷ, thì tương tự Phật gia cũng có phép mượn nhờ Phật lực gia thân hộ trì vượt qua hiểm nguy. Khó trách quỷ mẫu kinh khiếp đến như thế, bởi vì pháp tướng vừa hiện ra bảo hộ vị thiền sư kia là một tồn tại mà cả tam giới đều kính ngưỡng. Vị này vẫn chưa chứng quả vị Phật, vẫn ở hàng Thanh Văn Bồ Tát, là sứ giả Phật môn, nhưng vẫn luôn ở cõi u minh để độ hóa vong hồn, tìm cho chúng sinh khốn khổ một con đường giải thoát. Chúng sinh kính ngưỡng vì cõi ta bà nào đâu thiếu việc ác, sinh linh phải xuống địa ngục chịu tội có khi nào ngừng nghỉ đâu. Nhưng vị này vẫn phát ra đại nguyện to lớn, muốn cho cõi địa ngục trống, thì khi đó bản thân mới chịu yên tâm chứng thành quả vị Phật. Quỷ ma kính ngưỡng vì thực sự có một tồn tại sẵn sàng xả thân vì bọn họ mà muốn giúp đỡ, đưa họ về nẻo chánh, không muốn họ khổ đau chịu tội nơi nơi. Và tà vật sợ hãi bởi vì vị này Phật pháp uyên thâm, sức mạnh vô cùng, khiến cho tà ma không dám sinh tâm chống lại. Pháp tướng lúc này chậm rãi mở mắt, vẫn giữ nụ cười hiền hòa như nước cam lộ tưới mát chúng sanh. Trên không lại vọng tới thanh âm trầm bổng uy nghiêm: Quỷ mẫu, xà vương, đừng hại đệ tử ta. Quỷ mẫu sợ hãi lùi lại, bị ánh mắt của pháp tướng nhìn đến. Quỷ mẫu bất giác run sợ, cảm giác vô lực chống cự khi đối đầu với một trong thập điện Diêm La Vương giờ đây một lần nữa tái hiện. Khá bất chấp tất cả, chạy đến bế Thanh lên rồi quay lại sau lưng quỷ mẫu. Không phải khá không muốn ra tay với pháp tướng này, chỉ là khi bị ánh mắt đó quét qua, khá thế mà bất giác không dám cử động. Pháp tướng nãy giờ không ngừng quan sát khá, sau đó nhắm mắt lại, vẻ mặt hòa ái, từ từ hóa thành kim quang rồi tan biến đi. Vị sư bây giờ cũng tỉnh lại, rời khỏi cảnh giới thiền, nhìn về cả bọn. Nhóm của khá còn chưa biết làm sao thì sư thầy đã nói: Xin đừng tùy tiện sát sanh. Được rồi, mọi người hãy đi đi thôi. Sư ngồi tại chỗ chắp tay, cúi đầu như vái chào tiễn biệt. Nhóm cô khá ngẩn ngơ, sao đột nhiên sư lại cho phép bọn họ rời đi. Tuy nhiên cũng không dám hỏi nhiều, vội quay thân về lối cũ. Người này đức cao vọng trọng, từ đầu đến cuối đều không có ác ý, để cho họ đi thì chứng tỏ cũng không có ý đồ hay mưu kế gì phía sau để cho mình phải đề phòng. Khá không quên cúi người chào rất lễ phép, sau đó mới chạy theo cả bọn. Sư thầy khẽ hé mắt ra, nhìn theo bóng lưng chàng pháp sư trẻ, ánh mắt đầy thâm thúy, thêm một chút bất đắc dĩ, thở hắt ra một hơi. Thầy nhỏ tiếng tự nói với mình: Cậu bé đáng thương, thì ra mọi chuyện là vậy. Kiếp nạn này thầy mong con sẽ vượt qua được. A-di-đà-phật. Lúc khá còn đang gặp rắc rối ở bên ngoài, thì tại nhà anh Nhất có chuyện lạ xảy ra. Người chủ nhà vẫn đang ôm con ngủ, nhưng cả người ướt sũng mồ hôi lạnh, biểu tình thống khổ, hiển nhiên là gặp ác mộng.
Đứa bé trai không nằm cùng cha, chỉ ngồi bên cạnh, lưng dựa tường, ánh mắt trừng trừng nhìn ra phía trước. Bé Thư cũng như cậu ta, không thể ngủ được. Nằm trong vòng tay của cha, run run sợ hãi, ánh mắt hướng ra giữa phòng. Nơi đó, dưới ánh sáng tờ mờ của bóng đèn ngủ, trông thấy rõ một thân người đang đứng bất động. Thân thể này ốm o, đầu tóc đen dài rủ rượi phủ xuống che kín trước và sau. Nó cứ âm trầm đứng đó đầy vẻ âm u. Sau một lúc mới chậm rãi lướt đi khắp các vị trí trong căn phòng với cái đầu rủ xuống. Bé Thư sợ hãi nhìn theo từng cử động đó, vừa đưa tay bấu véo vào người của cha để gọi anh dậy. Nhưng nhất lúc này đã bị cơn ác mộng vây khốn, chỉ kêu lên những tiếng nhỏ đầy kinh sợ. Bất ngờ bóng người lướt đi trong nhà đột ngột dừng lại, giống như nó đã phát hiện ra con bé Thư đang nhìn nó. Từ từ từng chút một, bóng người di chuyển đến chỗ của bé nằm. Khi chỉ cách một hai bước chân, nó mới ngẩng đầu lên. Các lọn tóc dần tản ra hai bên, hiện rõ một hộp sọ với chút thịt thừa tơi tả mắc lại trên phần xương đó. Miệng nó ngoác ra cười, hai tay giang ra giơ tới phía trước, giống như muốn ra hiệu cô bé hãy đến cho nó bế lấy. Thấy bóng người đáng sợ này muốn bắt mình, Thư la lên khiếp đảm. Nhưng bất kể thanh âm lớn đến đâu, anh Nhất vẫn không hề tỉnh lại khỏi cơn mộng mị. Còn đứa bé trai ngồi cạnh đó thì vẫn lầm lì, không hề có cử động gì. Tiếng hét rơi vào tai của Khá khi anh cùng nhóm vừa tới trước cổng. Ngay lập tức anh chạy sọc vào sân, nhưng không lao vào nhà mà cứ thế bọc ra phía sau. Tại vị trí này, nơi bề mặt con sông chảy ngang qua, đang có đám sương mờ nhỏ màu trắng đục, tạo hình như một thân thể con người đang phiêu phù ở đó. Thấy Khá xuất hiện, từ bên trong, cái bóng người muốn bắt cô bé liền biến mất đi. Còn cụm xương khối ma mị cũng nhanh chóng tản đi. Khá vội vàng quay sang quỷ mẫu xin trợ giúp. Ma. Ừ, ma biết rồi, cứ để đó cho ma. Quỷ mẫu phất nhẹ, ngay lập tức có một bàn tay khổng lồ mờ ảo chụp lấy làn xương khối. Dù giãy giụa như thế nào cũng không trốn được, nhưng chỉ có một số vong ma bóng quỷ nhỏ nhoi, làm sao làm khó được một quỷ mẫu như bà. 3 giờ sáng hôm sau, anh Nhất đã tỉnh khỏi cơn ác mộng, nhưng toàn thân đầy sự lạnh giá. Một nỗi sợ vô hình không ngừng xâm lấn từng tấc thịt của người đàn ông. Anh chậm rãi ngồi dậy, đôi mắt đăm đăm nhìn đứa con gái đang ngủ say bên cạnh, tia nhìn tràn đầy sự phức tạp khó diễn tả. Bất ngờ, anh nâng hai bàn tay to bản của mình lên, chậm chạp đặt vào cổ con bé, tư thế như đang muốn bóp cổ. Bé Thư cựa mình, đưa tay lên gãi gãi phần cổ. Có lẽ nó bị nhục. Trong cơn mơ màng, miệng đứa nhỏ cứ kêu lên: "Cha, cha ơi." Nghe tiếng nói đầy ngây thơ chứa chan tình cảm này, Nhất như sực tỉnh, hai mắt trợn to, gấp gáp thu tay về, răng cắn chặt môi, vẻ mặt đầy sự hối hận. Một tiếng nói vang lên làm cho anh ta giật bắn mình. "Anh không nỡ giết nó, đúng không? Anh không ra tay được đâu. Tuy cô bé không phải là con ruột cho anh sinh ra, nhưng mà con bé thực sự xem anh là cha. Người cha là để bảo vệ đứa con của mình, chứ không phải để hại nó." Nhất xoay đầu nhìn qua, thấy trong màn đêm tờ mờ, Khá đã tiến tới đứng cạnh giường từ bao giờ. Ánh mắt không ngừng xoáy vào người chủ nhà. Từ lúc bắt đầu, Khá không vội ngăn cản, mà là muốn chờ xem anh chàng này lựa chọn như thế nào. Với kết quả này, xem như có thể hài lòng. Cậu nói sao? Lại, sao cậu biết nó không phải là con tôi?
chuyện tôi làm thế nào biết được? Có quan trọng sao? Anh nghĩ rằng giết nó xong, nữ quỷ sẽ buông tha, không đi theo đội đứa con này của anh sao? Không đâu. Chuyện nào ra chuyện đó. Nữ quỷ chỉ là muốn hành hạ anh thôi. Đứa bé này với nó đã hết duyên rồi. Anh Nhất đưa hai tay lên ôm mặt, như không kiềm chế được, đã bật khóc lên nức nở. Một người đàn ông cứng rắn mạnh mẽ như anh ta, nghĩ đến chuyện xưa cũng không kìm được hai hàng lệ nóng. Nhất kể rằng năm đó anh cùng mẹ của cô bé là mối tình đầu, hai người yêu đậm sâu lắm. Thế nhưng thế sự chưa bao giờ luôn đi theo con đường như ý. Lúc anh ra ngoài làm ăn mấy năm để kiếm tiền lo đám cưới, thì ở nhà cô đã đi lấy một người giàu có khác. Phẫn uất, đau khổ, giận dữ, những cảm xúc tiêu cực ập đến dữ dội trong nội tâm của anh. Anh quay về và hay tin này. Từ giận dữ trở thành thù hận. Đây là con đường ngắn nhất để đi đến với tiêu cực. Nhất không phản ứng gì thái quá, ngoài mặt vẫn bình thường, còn giả vờ chúc phúc cho đôi vợ chồng. Nghĩ anh là người hiểu chuyện, nên bình thường hai người cũng không đề phòng gì. Nhưng chờ đến khi cả hai có con, đứa bé đến tuổi đi nhà trẻ, Nhất thấy cơ hội báo thù đã đến. Anh phục sẵn, tìm cơ hội và bắt cóc con bé, chính là bé Thư bây giờ. Mang theo đứa nhỏ cao chạy xa bay, với số tiền dành dụm để lo đám cưới từ trước, nên cuộc sống trôi qua không quá khó khăn. Cuối cùng cả hai lưu lạc về ngôi làng này, vừa kín đáo vừa vắng vẻ, dân cư thưa, là nơi rất tốt để lẩn trốn. Trước đó Nhất tìm một bức ảnh mạng, với bức ảnh chụp một thi thể bé gái, dùng tài khoản nặc danh để gửi cho người tình cũ. Có người mẹ nào mà không thương con? Giọt máu mình sinh ra lại bị bắt cóc, đã là đả kích vô cùng lớn. Bây giờ thêm bức ảnh được gửi đến đây, cứ như là một đòn chí mạng. Người mẹ đau lòng đến hoảng loạn rồi phát điên, vừa khóc vừa la hét, chạy khắp nơi gọi tên con. Sau đó có người thấy cô ta nhảy sông tự vẫn. Dù điên loạn, nhưng khi nhảy xuống nước, miệng vẫn không ngừng gào tên con gái. Tuy biết vị trí người mẹ này gieo mình, nhưng người nhà dù thuê bao nhiêu thợ lặn giỏi cũng không thể nào tìm thấy được xác. Rồi thuê thầy cúng đến làm phép tìm thi thể, vẫn như cũ là vô phương. Cái chết của một người mẹ hóa điên còn bị chết đuối mất xác, làm bao nhiêu người cảm thông thương xót. Lúc Nhất nghe tin mối tình đầu của mình đã chết, cứ tưởng anh ta sẽ vui mừng, hả lòng hả dạ. Nhưng không, anh sững người, rồi khóc. Những giọt nước mắt hối hận vô ngừng. Nhất đâu muốn cô ấy chết đi. Tuy hận, nhưng kỳ thực trong lòng vẫn thương mến vô cùng. Khởi đầu chỉ là muốn trả thù một chút thôi, nào đâu nghĩ đến hậu quả đáng tiếc này lại xảy ra. Nhưng chuyện cũng đã quá muộn rồi. Còn về anh và bé Thư, lúc đầu bắt cóc được, anh rất muốn đối xử tệ với nó, hành hạ nó một phen cho bỏ ghét. Nhưng lâu dần, người tính không bằng trời tính, mọi sự lại thay đổi theo một hướng rất khác. Con bé quá ngoan ngoãn, trẻ nhỏ ngây thơ nào biết gì. Sau mấy bữa đầu lạ lắm, thì dần dần rất quấn người. Nhất không thể phủ nhận, không hiểu tại sao, chỉ dựa vào cảm giác, luôn thấy con bé này cùng với mình rất là hợp. Hơn nữa đôi mắt con bé to tròn long lanh, nhìn như thế nào cũng giống hình ảnh người thương năm đó. Quả thực rất giống mẹ của nó. Tình cảm sinh ra trong vô hình, từ hững hờ. Dần dần Nhất chăm sóc con bé rất chu đáo, thái độ tràn ngập yêu thương. Sau cùng anh quyết định sẽ không trả cô bé về cho gia đình, mà muốn tự mình nuôi dưỡng nó. Anh muốn làm cha của bé Thư. Còn chuyện quá khứ, Nhất muốn quên hết đi. Bản thân xem chuyện chăm lo bé Thư một cách chu đáo là một kiểu chuộc tội, vì những quyết định sai lầm
dẫn đến hậu quả nghiêm trọng mà trước đây không nghĩ thấu đáo đã gây ra. Nhưng sau cùng, nhân duyên đưa đẩy, tội báo tìm tới. Anh mua nhà đúng ngay vị trí có một con sông chảy qua phía sau. Cha, cha ơi. Bé Thư cựa mình, quơ tay tìm kiếm theo một thói quen. Cuối cùng co người lại, vòng tay ôm lấy eo người cha, tiếp tục ngủ ngon giấc. Nhất nhìn khuôn mặt trẻ thơ vô tư của đứa nhỏ, thổn thức mà nói: Cha xin lỗi con, là chỗ cha đã sai, cha không muốn giết con nữa. Cha đúng là khốn nạn ghê tởm mà. Tôi có lỗi với mẹ con nó lắm. Khá chỉ thở dài, lắc đầu cảm khái, không an ủi, cũng không bình luận gì. Sau khi bắt được nữ quỷ sau nhà, những chuyện sau đó Khá đã biết rõ. Cô gái kia sau khi nhảy sông tự sát vì tâm trí điên loạn, đã không may bị nhện nước bắt đi, ăn mất luôn thể xác. Nhưng vì chấp niệm quá dày, phần linh hồn đã hóa quỷ nước, mang trong mình một mối thù và sự đau xót mất con. Quỷ nữ mượn nhờ sức mạnh của con nhện, trong vô minh đã dẫn dắt anh chàng tìm về đây mua nhà sinh sống. Sau đó không ngừng đêm đêm giày vò bằng ác mộng liên miên. Đến khi chán chê, chính là mê hoặc dẫn dụ anh ta đến khúc sông muốn đoạt mạng. Nếu hôm đó Khá không kịp đi qua, nhất chắc chắn phải nhận lấy một cái chết thảm khốc. Chung quy nữ quỷ cũng rất đáng thương. Tuy đã phụ tình người đàn ông này, nhưng thay đổi là thiên tính của con người. Bất kỳ ai cũng có lý lẽ cho sự lựa chọn của riêng mình. Nếu vì sự lựa chọn đó mà dẫn đến nỗi đau mất con, rồi nhận lấy hậu quả điên loạn cùng cái chết mất xác, thì tính ra đáng trách nhất vẫn là anh chàng Nhất này mới đúng. Tại sao tình đầu không có kết quả lại có ấn tượng sâu đậm nhất như thế? Tại sao hoa hồng đỏ thắm lúc héo tàn lại không có ai nhìn lấy? Bởi vì trên trời dưới đất, sự gian dở luôn khiến cho người ta nhớ kỹ hơn là sự viên mãn. Có được quá dễ dàng sẽ không biết quý trọng. Ngược lại, nếu không có được sẽ nhớ mãi không quên. Tham lam muốn chiếm hữu dẫn đến si mê. Từ si mê chuyển thành sân hận. Vạn ác trên thế gian vẫn không chạy ra khỏi được quy luật của ba độc là tham sân si này. Ngày hôm sau, Nhất dẫn bé Thư đến trước bộ phận không xác của người tình cũ, dập đầu hối lỗi. Những giọt nước mắt ân hận không ngừng rơi xuống. Khá thì ở lại nhà làm lễ siêu độ cho vong nữ kia. Nhất không lựa chọn đầu thú, cũng không muốn trả đứa bé về cho cha ruột của nó, vì anh này đã lập gia đình mới, sợ rằng đứa bé quay về sẽ gặp cảnh mẹ ghẻ con chồng. Anh muốn chăm sóc bé Thư đến lúc trưởng thành rồi mới đi nhận tội trước pháp luật. Đối với quyết định này của anh ta, Khá không có ý kiến gì. Mỗi người đều phải tự chịu trách nhiệm trước quyết định của mình. Tuy Nhất không hại chết người tình cũ, nhưng cũng gián tiếp đẩy người ta vào tử lộ. Tòa án lương tâm của một người không đánh mất lương tâm hẳn là đủ để trừng phạt anh ta cả đời. Kiếp này bị một phút sân hận bốc đồng đã gây ra hậu quả, kế tiếp phải làm sao để chuộc tội, tự anh ta đã rõ ràng nhất rồi. Chuyện nhà anh Nhất cùng nữ quỷ xem như đã giải quyết xong. Còn về phần con nhện tác quái, dù muốn nhưng cá không có thời gian đi quản, vì anh còn bận chạy trốn. Đến tối, cá cùng Nhất chào từ biệt. Trước khi đi, Khá nói: Trước đây anh đã hỏi tôi cái gì là đáng quý nhất đúng không? Với tôi, thứ đáng quý nhất trên thế gian này không phải là thứ lấy không được,
hay bị mất đi, mà là... Chậm rãi nhìn nhóm sau lưng, Khá nói tiếp. Đáng quý nhất là hạnh phúc có thể nắm giữ được trong tay ngay lúc này. Những ai bên cạnh tôi ngay bây giờ, tôi đều trân trọng, là thứ đáng quý nhất. Con gà trống kêu nhỏ mấy tiếng đầy thoải mái. Thanh cười, quỷ mẫu cũng cười. Đứa bé trai ngồi trên giường ngủ, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc, lúc này cũng cười nhẹ. Nhất sững sờ, rồi run run quay qua nhìn đứa con gái, ôm chặt lấy nó mà thúc thích. Cậu nói đúng. Với tôi bây giờ, con gái tôi là quan trọng nhất, là sinh mạng của tôi. Cảm ơn cậu. Nhất tiễn cả bọn ra đến cổng. Khá quay lại cười. Chúng tôi đi đây. Ba cha con ở lại mạnh dội. Sau này có duyên sẽ gặp lại. Nhất gật đầu, nhưng rồi hơi thoáng ngạc nhiên. Sao cậu lại nói là ba cha con? Nhà tôi chỉ có hai cha con thôi mà. Kỳ vậy. Thế đứa bé trai trong nhà là ai? Hàng xóm hả? Tôi cứ nghĩ là con của anh đó. Nhất nghe thế thì vẻ bối rối càng hiện rõ, giống như không hiểu Khá đang nói gì. Cậu nói đứa bé nào? Trong nhà ngoài tôi và mọi người thì làm gì còn ai nữa? Khá trợn mắt, hình dung nhớ kỹ lại một chút. Đúng là trong mấy ngày qua, anh Nhất và đứa bé trai kia không hề nói chuyện, thậm chí là phớt lờ nhau. Khá cứ nghĩ đây là kiểu sinh hoạt riêng của gia đình người ta. Nhưng bây giờ nghĩ lại thì có lẽ nào... Anh không trông thấy đứa bé đó sao? Thấy gì cơ? Tôi có thấy đứa bé trai nào đâu. Nãy giờ cậu nói chuyện gì tôi không hiểu gì cả. Không chờ Khá kịp phản ứng, quỷ mẫu với vẻ mặt nghiêm trọng lao trở vào trong nhà. Nhưng bên trong, chỗ cái giường ngủ trống không. Cậu bé kỳ lạ mới mấy phút trước còn ngồi ở đó, bây giờ đã vô thanh vô tức, biến mất rồi. Lúc Khá vào tới, bà Thắm quay đầu lại, nghiêm giọng. Con trai, chúng ta phải đi, ngay lập tức, nếu không sẽ không kịp nữa. Khó trách quỷ mẫu cả kinh. Cậu bé kỳ lạ đó che mắt được người phàm thì không nói, nhưng ở trước mặt bà vẫn có thể ung dung xuất hiện, mà bà không thể nhận ra được sự lạ. Chỉ cho rằng đó là một đứa bé con bình thường mà thôi. Tồn tại như vậy, cực kỳ hùng mạnh. Khá gật đầu, gấp chào anh Nhất một lần nữa, rồi vội vã rời đi trước sự thắc mắc của người chủ nhà. Ngần ngừ một chút, Nhất mới quay qua hỏi con gái. Nè, con à, họ nói đến đứa bé trai nào vậy? Con có thấy hay không? Có mà. Anh ấy rất là tốt á, hay ngồi với chúng ta, còn hay xoa đầu con nữa. Ủa cha ơi, cha không thấy sao? Mấy phút sau, Khá vừa chạy đến cuối làng thì bất ngờ chạm mặt với 6 thanh niên trẻ, nam có nữ có. Bọn họ vừa gặp đã rút điện thoại ra xem ảnh so sánh đối chiếu, rồi nhanh như cắt không nói một lời, vùng kiếm gỗ cùng bùa chú lao tới tấn công. Hiển nhiên các môn phái huyền môn, theo tin tức của kẻ nặc danh gửi đến, đã tìm về ngôi làng này để mà truy bắt Khá rồi. Không muốn dây dưa, Khá dẫn nhóm chạy trốn, cuối cùng bị dồn vào một khoảng đất trống. Một tên nói: Các trưởng bối phát hiện ra con nhện nước tắc quái đang cùng nhau truy bắt, còn chúng ta thì đi quanh một vòng lại gặp được nhân vật chính. Đúng là may mắn, lần này lập được công lớn rồi. Khá nhíu mày, quả là một tin tốt và một tin xấu. Tin tốt là con nhện nước đã có người xử lý, tin xấu là xung quanh đây có rất nhiều người huyền môn đang kéo đến bắt mình. Thành có vẻ không vui, liền tiến ra phía trước như muốn ra tay.
Dù sao bản thân nàng chỉ muốn chiến đấu với những kẻ có thực lực, chứ không phải mấy pháp sư trẻ này. Một tên thấy mỹ nhân với ánh mắt mê ly, không nhịn được mà tặc lưỡi nói: Đẹp quá. Tên dẫn đầu liền quát lên: Im miệng, tập trung tinh thần đi. Theo tình báo, cô ta là rắn tinh đó, đừng có bị sắc đẹp mê hoặc. Hắn nhìn ra sau lưng Thanh, hướng về chỗ Khá mà cười. Sao hả ông chủ nhà, nhận ra bọn này chứ? Không ngờ mày lại là đạo tặc tam giới. Khá khẽ thở dài, đúng là trái đất tròn mà, hoàng gia ngõ hẹp. Khá biết nhóm người này là ai, là học trò của môn phái Nam Minh, một môn phái huyền môn lâu đời. Bởi lẽ trong 6 tên này, có 4 tên từng được Hương Béo dẫn đến xin ở nhờ để làm nhiệm vụ. Người pháp sư nhìn quanh một lượt với vẻ căm thù, nhưng trong nhóm này không có Hương Béo. Nghĩ đến ai là kẻ đó tới, có tiếng chân chạy lại. Một thanh niên mập mạp, thân thể có vẻ nặng nề, nhưng chạy cực kỳ nhanh. Trên vai có một con vẹt đang tiến tới, chính là Hưng Béo. Hello chủ nhà, không sao chứ? Hưng Béo vừa chạy vừa đưa tay vẫy vẫy bắt tiếng, nhưng Khá lạnh lùng nhìn hắn, không trả lời. Thằng mập vẫn chưa phát hiện ra thái độ này của người chủ nhà, vẫn cười cười mà nhảy vào giữa hai phe, quay qua 6 người đồng môn mà nói: Bình tĩnh, mọi người bình tĩnh đã. Có gì tự nói. Không để thằng mập nói hết câu, bọn họ đã nạt: Mày chỉ là người của một nhánh nhỏ trong môn phái tách ra, có tư cách gì mà đòi nói chuyện? Phải đó, mày từng ở chung với bọn hắn, không phải là chung phe đó chứ? Nè mập, làm pháp sư phải biết bảo vệ lẽ phải, nghĩa bất dung tình, bao việc tụi nó đi. Hưng Béo tuy nháo trò, nhưng cũng không phải kiểu tốt tính. Nghe mấy lời này thì nổi giận lên, há miệng ra quát nạt: Con mẹ tụi bay, tưởng mình ngon lắm hả? Rồi chỉ vào một tên mà nói: Mày, đúng, chính là mày đó. Có phải mày vừa nói làm pháp sư phải bảo vệ lẽ phải, nghĩa bất dung tình, đúng nguyên văn chưa? Đúng rồi sao? Hưng Béo vỗ tay bùm bướp: Đúng thì tốt, nhìn xem, 6 người tụi bay ăn hiếp một cô gái, tao vì bảo vệ lẽ phải nên đương nhiên sẽ theo phe cô nàng này, chống lại cái đám không biết xấu hổ tụi bay rồi. Nghĩa bất dung tình, đồ xấu xa, ý đồng hiếp yếu. Mày! Nhóm 6 người pháp sư á khẩu. Bọn họ tuy đông, nhưng đối mặt là một yêu vương đó. Cô ta không ăn hiếp bọn họ thì thôi, con mắt nào của tên này thấy họ đang làm khó cô ta. Tuy thế, nhất thời không biết phản biện làm sao. Thằng mập này đúng là miệng lưỡi sắc bén. Hưng Béo quay sang Thanh ở phía sau mà cười hề hề: Cô bạn à, đừng lo. Cái lũ không có nghĩa khí mất văn hóa đó, cùng với chẳng biết làm phép toán cộng trừ nhân chia này, cô đừng có sợ gì. Thanh vẻ mặt ngây ngốc, thằng béo này là ăn nói hàm hồ cái gì vậy? Như thế nào gọi là đừng sợ? Nàng có bao giờ sợ đâu. Mẹ nó, chăm chửi xéo chúng ta sao? Ăn nói tầm sàm bá lấp. Mọi người, bắt lấy cái thằng mập này luôn đi. Nhóm 6 người giận dữ lao tới. Hưng Béo cười gian, cho tay bộ túi vải nắm lấy một thứ gì đó, rồi chụm hai bàn tay lại bên hông, cuối cùng đẩy tới trước mặt, miệng hô lớn: Cà mê vô cô. Tưởng đâu thằng mập lại làm trò đùa giỡn, nhưng không, một nhúm bột mịn từ trong hai bàn tay phóng ra, tạo thành một vùng bụi mù. 6 tên lao tới không kịp né tránh đã ăn đủ. Khốn kiếp, cái đồ hèn hạ mà. Mày phản bội môn phái có phải không? Bột dần theo đường thở chui vào phổi,
sáu tên ú ớ thêm mấy tiếng thì lăn ra bất tỉnh. Thằng Mập cười đắc chí, phủi phủi tay, hất mặt lên trời mà cảm khái. Ha ha, ái chà, ai, mình thật là mạnh quá đó mà. Hưng Béo không hạ độc đồng môn, nhưng đánh thuốc mê vẫn là chuyện dễ dàng. Quay lại nhìn sau lưng, tên béo ngạc nhiên khi thấy nhóm bạn đang nhìn hắn với vẻ tức giận. Sao mày không nói gì? Mà sao nhìn tao ghê quá vậy? Ôi! Nói chưa kịp dứt, Thanh ở gần nhất đã vung tay chụp lấy cổ thằng Mập mà bóp mạnh. Lực siết vô cùng lớn, bóp chặt lấy đường thở. Hưng Béo giãy giụa. Chuyện gì? Khá lạnh lùng nói. Mày còn dám gặp tao sao? Thằng khốn, tại sao mày bán đứng tao? Tại sao vậy? Tao coi mày là bạn mà. Hưng Béo sững sờ, giống như đã hiểu ra chuyện gì rồi. Khá nghi ngờ hắn là kẻ phản bội, làm bại lộ thân phận của anh. Hưng Béo thôi không giãy giụa nữa, mặc kệ cho Thanh nắm cổ. Vẻ mặt đầy chua xót mà khó nhọc nói. Mày nghi ngờ tao sao? Khá tức giận trống lên, nhưng mang một nét đầy bị thương. Thật khốn, không phải mày thì là ai? Là ai hả? Hưng Béo cũng gào lên, ánh mắt đã hơi ương ướt. Không phải tao, thằng khốn, sao mày lại dám nghi ngờ tao? Tao không có làm vậy. Sau tiếng thét, hai thanh niên không nói gì thêm, chỉ trợn mắt nhìn nhau chằm chằm. Con vẹt trên lưng thằng Mập thấy chủ nhân gặp nguy hiểm, ánh mắt nhỏ đột nhiên đỏ ngầu. Không khí xung quanh thân nó cũng dập dềnh chao đảo, giống như bốc lên một ngọn lửa hung tàn, nhanh chóng lao qua tấn công Thanh. Nhưng đầu gai ở dưới đất đồng lúc nhảy lên đá văng nó ra. Miệng con gà biến dị thở ra những luồng khí đen đặc ma quái. Hai con vật liền sáp lá cà. Bình thường chúng vốn không hợp nhau, nhưng không đến mức không thể cứu vãn. Còn bây giờ, chúng muốn đánh nhau sống chết rồi. Khá với Hưng vẫn đấu mắt. Mãi một lúc, Khá thở hắt ra một hơi. Thanh à, thả ra đi. Đầu gai, lui lại. Thanh thôi không bóp cổ nữa, nhẹ nhàng thả tay ra. Hưng Béo hít lấy hít để, tỏ ra vừa bực vừa giận dỗi. Trăm lời thanh minh phân bua không bằng một hành động thể hiện thái độ. Hưng Béo không giải thích gì, Khá cũng không thể nói nhiều. Cả hai chỉ nhìn qua ánh mắt là có thể tin tưởng nhau. Quỷ mẫu nói, con trai à, vậy là có kẻ âm thầm ở sau lưng nhắm vào con, lại cộng thêm một tồn tại như thằng nhỏ trong căn nhà kia nữa. Nhân gian này đã không thể trốn được rồi. Quỷ mẫu cũng đã tin thằng Mập không phải là kẻ phản bội. Thọ cùng tuế nguyệt như bà, liếc mắt là có thể đoán ra được nhân tâm của con người. Khá tặc lưỡi nói, mà vậy chúng ta trốn đi đâu bây giờ? Chúng ta đi quỷ vực đi. Cũng trong đêm đó, tại một khu đồi hoang gần nhà của anh Nhất, có một thân ảnh nhỏ nhắn đang đứng, ánh mắt nhìn xa xăm về một hướng, chính là hướng chạy đi của nhóm Khá. Người này lại là đứa bé trai từng ở trong nhà của anh Nhất. Phía sau lưng chậm rãi hiện ra hai thân ảnh một đen một trắng, bộ dáng dữ tợn đáng sợ. Tà Hắc Bạch Vô Thường đã xuất hiện. Bọn họ cung kính cúi chào cậu bé. Cậu bé điềm nhiên gật đầu, thân thể dần biến ảo, cuối cùng hóa ra một thân ảnh mờ ảo, đầu đội mũ quan, khuôn mặt không rõ nhưng đầy khí chất uy nghi lạnh lẽo tột cùng. Rõ rồi,
bé trai này thế mà là một trong thập điện Diêm La hóa thân mà thành. Chỉ là rất kỳ lạ, ngài ấy chỉ quan sát nhóm của Khá chứ không hề ra tay. Bạch Vô Thường cũng ngạc nhiên vì điều này nên hỏi: Đại nhân à, tại sao? Chủ điện Diêm La phất tay cắt ngang câu hỏi. Thanh âm đầy xâm nghiêm mà nói: Truyền lệnh của ta, ngưng truy bắt người thanh niên pháp sư tên là Khá. Tin tức đã có sai lầm, hắn không phải là đạo tặc tam giới. Ủa, đại nhân, nhưng mà rõ ràng là... Một tiếng hừ đầy lạnh lẽo phát ra đã khiến hai vị quỷ sai run rẩy. Biết mình đã nhiều lời, liền cung kính nói: Tuân lệnh đại nhân. Thế là thời gian sau đó, lệnh truy bắt được dỡ bỏ, khiến ai nấy đều có tâm trạng khác nhau. Ví như người quen của Khá thì đều lấy đó làm vui mừng. Còn trái ngược, tên quan chính ngón thì giận dữ điên cuồng, không ngừng gào rú: Tại sao? Tại sao lại không bắt hắn nữa? Hắn là đạo tặc tam giới mà, sao lại sai được chứ? Rốt cuộc âm ty muốn làm gì? Muốn bảo chè sao? Đồng dạng với tên bác sĩ, sáu tên pháp sư trẻ của môn phái Nam Minh cũng bực tức. Nếu Khá không bị truy bắt, đồng nghĩa với việc thằng béo cũng không phản bội Huyền Môn. Hắn đã đúng, còn bọn họ sai. Mối thù bị đánh ngất đêm hôm nọ khó mà trả được rồi. Chỉ tiếc Khá Cây Cảnh cùng nhóm của mình không hề biết chuyện này, bởi vì bọn họ theo sự hướng dẫn của cửu tử quỷ mẫu mà tiến về một nơi được xem là hung hiểm nhất trong cõi âm tà. Nơi đây chỉ là giết chóc, đầy đường là quỷ dữ, có đến hai tồn tại bá chủ cai quản, nổi tiếng hung tàn và mạnh không kém gì quỷ mẫu. Nơi đây gọi là quỷ vực. Quý thính giả vừa nghe xong truyện thứ 9 trong series Đạo Tặc Tam Giới của tác giả Phi Hưng. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.